Ami đập ở chưa huynh đệ có khỏe hết không? Xà thú. Chưa đệ mỉm cười cái coi. Tối hôm nay con kính chia sẻ đến chư huynh đệ tiền hữu tri thức. Đề tài là bí mật của thân tâm dưới cái nhìn của thiền. Trong lúc nghe pháp, thỉnh chư huynh đệ chúng ta, chư huynh đệ có biết không? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy á là phàm phu khởi tâm động niệm là vô phi thị tội. Cho nên đời sống hàng ngày của chúng ta khổ nhiều hơn vui, là bởi vì bậc thánh hiền giác ngộ thấy được phàm phu chưa có thấy được sự thật, cho nên sống trong mê lầm. Chỗ nào thiếu chánh niệm, chỗ nào thất niệm, chỗ đó mình sẽ làm cái điều mà kết quả sau đó mình không muốn. Phàm phu á, thì khởi tâm động niệm, tức là cái niệm này bị động. Khi bị động tức là mình không đang chọn niệm, tức là mình đang không có tỉnh thức, cho nên mình không có lựa chọn cái như ý mình muốn. Cho nên không có một cái gì trong cái niệm bị động, tức là thất niệm đó, mà mình làm một cái điều tốt đẹp hết. Cho nên những cái gì mà niệm bị động, tức là thất niệm, thì mình thường làm những cái điều làm cho mình và người khổ, cho nên nó tạo thành tội, nên mới gọi là khởi tâm động niệm vô phi thị tội. Vô phi tức là phủ định của phủ định, là khẳng định không có cái gì là không tội. Nói cách ngắn gọn tức là chỗ nào có thất niệm, chỗ đó trước sau gì cũng có đau khổ. Và muốn hết đau khổ thì bắt đầu chánh niệm. Và chỗ nào có chánh niệm thì chỗ đó có tự do, bình yên, có trí tuệ và tình thương. Cho nên ý niệm của con người rất là quan trọng. Một ý niệm thôi, nó thông đến tam thiên đại thiên thế giới. Vì thế giới đó ở đâu? Nó ở trong con người chúng ta. Bởi vì thế giới bên ngoài nó chẳng có liên hệ gì hết nếu như ta không chạm được nó. Cho nên toàn bộ thế giới bên ngoài là do tâm thức của chúng ta tạo ra. Cho nên tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Đó là trung kinh Pháp Cú của Nam Tông. Trung kinh Đại Thừa của Hoa Nghiêm thì cũng nói nhất thiết di tâm tạo, tất cả do tâm mà tạo. Bây giờ chiếc điện thoại này, chúng mình để thử nghĩ, nếu như nó bị hư thì mình nên đem ra cái nhà phân phối mua mà mình mua, hay là mình nên đem đến cái chỗ nhà sản xuất nếu như hai cái nơi đó gần nhau? Chắc chắn mình nên đem tới cái nơi mà nó sản xuất. Để chi vậy? Nó bảo hành tốt hơn. Thì cái nơi nào mà tạo ra sự sống của chúng ta, thân này chỉ là y báo. Tại sao ta không phải là thân nữ hay thân nam? Tại sao chúng ta không giàu hay nghèo, đẹp hay xấu? Tại sao chúng ta lại không phải là thông minh mà là ngu dốt? Tại sao chúng ta lại chết yểu mà là không sống thọ? Như vậy cái hình tướng mà chúng ta thấy đây là biểu hiện của phước quả của những cái nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Tự nhiên chúng ta cũng là con người vậy, mà có người họ nhịn ngày,
ăn một bữa được, mình ăn không được, và mình sẽ chết khi mà mình sợ tối nay bụng có gì ăn đói. Tại sao họ làm được, mình làm không được? Tại sao cũng là bấy nhiêu hành giả đây mà 140 người mà chỉ có 60 mấy người thọ, có con trai và tu được 6 thời? Tại sao cũng là con người mà chúng ta có người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, người đẹp kẻ xấu, người đau khổ kẻ hạnh phúc, người ngu dốt kẻ thông minh, người chết yểu kẻ sống thọ? Đây chị Quỳnh Đệ, trong kinh Tiểu Phân Biệt và Đại Phân Biệt, trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật có dạy đó là do nghiệp quả của chúng sanh, nghiệp nhân của chúng sanh đã tạo trong quá khứ, cho nên đây là nghiệp quả. Dĩ nhiên nó không phải toàn bộ 100%, nhưng nó quyết định tới 30%, còn lại 70% là do thân tâm mà ở kiếp này chúng ta quyết định. Nhưng mà cái ý niệm của chúng ta ấy chính là cái nhân. Chúng ta tạo ra cái thân này từ trong ý niệm, cho nên muốn có thân xinh đẹp thì Phật dạy rằng phải giữ cho tâm của mình nhu hòa, hiền lương và nhẫn nhịn. Phải muốn được giàu có phú quý thì phải thực hành cái hạnh bố thí, sẻ chia, cúng dường, giúp đỡ. Muốn được cái trí thông minh thì phải chia sẻ kiến thức, học pháp và phát triển định tuệ. Muốn mà được nhiều người cung kính, mến thương thì mình phải biết cung kính Phật Pháp Tăng và những bậc ân nhân, thầy lành bạn tốt, mẹ cha sư trưởng. Biết cúi đầu trước những bậc vĩ đại, đó là một cái nhân để người khác cung kính mình. Đó chính là nhân quả. Như vậy cái hành động bên ngoài, chúng ta thấy một cái gì đó của một người làm một việc gì đó, hay họ hưởng một cái quả gì đó, đó là chúng ta đang thấy cái phước quả biểu hiện tình hình hài. Như vậy có một cái động cơ ở trong đó, thì cái gì quyết định cái hành động? Cái tâm. Cho nên trong thân khẩu ý thì cái tâm là quan trọng hơn hết. Cho nên nhà Phật mới nói cái ý niệm suy nghĩ của chúng ta nó luôn chuyển hóa thành những dạng năng lượng và nó hình thành những vật chất. Ngày nay chúng ta thừa biết vật chất và năng lượng không còn là một khoảng cách. Khi mà vận tốc của một cái dạng vật chất nào đó di chuyển với tốc độ bình phương ánh sáng thì nó chuyển thành năng lượng. Đó là công thức của Einstein về vật chất và năng lượng. Nó thay đổi với nhau. Cho nên ý niệm của chúng ta nó tạo ra hành động nó tạo ra thói quen nó tạo ra cái tính cách nó tạo ra cái số phận. Cho nên chúng ta cẩn thận những gì mình nói, bởi vì người ta sẽ biết những gì mình nghĩ. Và những gì mình nghĩ nó sẽ tạo ra những gì mình làm, những gì mình làm nó tạo ra những cái thói quen, mà thói quen nó tạo ra nhân cách, và nhân cách nó tạo ra số phận. Cho nên trước chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cái thứ mà nó còn rất là tinh vi, gấp trăm ngàn lần hơn là một cái chiếc iPhone hay là một cái máy vi tính phức tạp. Đấy chính là cái tâm của mình. Cái tâm mình không phải là một cái điện thoại cùi bắp đâu, mà nó là một cái điện thoại rất là hiện đại, chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó sẽ thay đổi. Và nhiều khi cái điện thoại này phải chạm lên chứ vấn đề thì nó mới thay đổi. Còn tâm của chúng ta, người ta nói thôi, người ta chưa có chạm, mình cũng đã thay đổi rồi. Ta khen chị này đẹp quá, hay chị này mập quá, lùn quá, là mình đã thay đổi rồi đấy. Cho nên ý niệm của mình nó sẽ tạo ra vật chất. Mọi cảm xúc suy nghĩ tiêu cực, ganh ghét, thù hận hay là tích cực, yêu thương, từ bi, tha thứ, trí tuệ, vui vẻ, khinh an, nhẹ nhàng, nó là những dạng từ trường năng lượng mà khi chúng ta tác ý làm cho nó xuất hiện ở trong thân của chúng ta thì nó sẽ tác động đến tâm của chúng ta, thì nó sẽ tác động đến thân của chúng ta, nó sẽ vung vãi năng lượng nó ra bên ngoài vũ trụ. Và vũ trụ vốn đã là hình tròn,
Cho nên cái vũ trụ hình tròn này mọi thứ nó đã đầy đủ, nó không cần chúng ta phải lấp thêm một cái lỗ hổng nào cả. Cho nên hễ mà chúng ta tác ra một cái ý gì thì cái tài sản đó là của riêng chúng ta. Nên tài sản cuối cùng của con người không phải là những gì ở ngoài kia mà là hành động của chính họ. Nếu chúng ta hành động ác thì quả ác sẽ theo sau, giống như là dấu chân bò theo con bò. Nếu chúng ta làm hành động thiện thì quả thiện sẽ theo sau, giống như hình với bóng. Đó là lời Phật dạy. Chúng ta thấy trong hình cái trò chơi boomerang, khi chúng ta vứt nó đi thì nó sẽ quay lại chính chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn kỹ trong hình nghiệp, tức là chữ karma, tức là nghiệp. Khi chúng ta đạp một ai đó thì cái vòng quay nó sẽ quay trở lại và nó đè lên ta. Khi chúng ta lấy tay hất một ai đó, xô đẩy một ai đó, thì chính cái sự xô đẩy đó nó sẽ đi lại một vòng lặp đè lên chính chúng ta. Chú này biết thế nào là thời gian không? Là bởi vì nó có ba cái điều kiện. Một là điều kiện tâm lý, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, đau khổ trong tâm thì tạo ra thời gian dài. Hai là ngồi xuống một nửa tiếng thôi chúng ta sẽ biết được thế nào là thời gian. Ôi khó chịu quá, tê quá, đau quá, nhức quá. Cơ thể vật lý này nó sẽ nói cho chúng ta thế nào là thời gian đó. Và cái thứ ba trong hình chúng ta sẽ thấy mặt trời quay xung quanh, trái đất quay xung quanh mặt trời tạo ra một năm. Mặt trăng quay xung quanh trái đất tạo ra một tháng. Trái đất tự quay xung quanh nó tạo ra một ngày. Nếu không có vòng lặp lại thì chúng ta không có ngày và đêm, chúng ta không biết thời gian là gì cả. Cho nên cái vòng lặp ấy chính là nghiệp. Từ vật lý thì dễ hiểu nhìn thấy kia, tâm lý cũng vậy thôi. Đó chính là luân hồi. Dễ hiểu như vậy. Và cái tâm của mình là cái sự khởi đầu của hành động đạp đổ, hành động xô đổ, hay hành động nâng đỡ, hành động cứu giúp. Tất cả những hành động đó của ta nó sẽ trở về với chính cuộc đời của ta, hoặc ở kiếp này hoặc ở kiếp khác, nó vận hành nhanh hay chậm, duyên đủ hay chưa mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được cái quy luật nhân quả của Đức Phật thấy trong ba đời, đó là tuệ giác của bậc giác ngộ. Còn chúng ta biết tất cả mọi thứ kiến thức trên thế gian này mà chúng ta không biết được cái sự thật nguyên lý vận hành này của vũ trụ, thì coi như những cái biết kia chỉ là kiến thức thông tin trong một đời này cho vui vui. Khi chúng ta bỏ cái thân này thì cái nhận thức của bộ nhớ nó cũng bị bỏ luôn và chúng ta mất hết. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải tu thiền. Do thiền định cho nên Đức Phật mới giác ngộ. Và đây là kết quả giác ngộ của những gì Ngài thấy do thiền. Đó là cái điều kỳ diệu của thiền. Và đó là do trí tuệ của thiền mà Ngài đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thân tâm của Ngài. Và Ngài thấy từ ở trong thân tâm của Ngài cái sự thật của vũ trụ, chứ không phải Ngài ra vũ trụ và Ngài thấy. Điều này quan trọng. Khoa học với máy móc hiện đại, họ đã chứng minh được rằng ý niệm của con người có thể xuất phát ra năng lượng vật chất. Cái điều này Đức Phật đã nói từ ngàn xưa là nam rupa, sắc và danh, danh và sắc. Nhiều khi ta thấy nó vốn như là danh, là không thấy gì hết. À, tức là năng lượng trong tâm nó vui buồn giận ghét nó có hình tướng, nhưng mà rồi nó hiện ra bên ngoài gương mặt khó chịu, căng thẳng, nặng nề, đó là sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Danh là sắc, sắc là danh. 2600 năm rồi khoa học phát hiện bằng cái công nghệ y học, công nghệ khoa học và công nghệ sinh học, người ta đã phát hiện ra rằng ý niệm của con người có thể tạo ra năng lượng vật chất. Tức là sao? Không tức thì sắc. Chúng ta học Phật thì chúng ta học cái vế trước sắc tức thì không, nhưng mà chúng ta quên mất cái vế sau là không tức thì sắc là không được. À, chúng ta nói thôi mà sắc tức là không, có gì đâu, ta bỏ qua đi. Nhưng mà cũng nên biết không tức là một ý niệm, tôi chưa có gì hết, nhưng mà nó cũng là sắc đấy, không cẩn thận nó sẽ hình thành ra một hành động đấy.
tâm tư của chúng ta đang không có ổn, chúng ta nói ồ thôi có gì đâu, không tức là sắc tức là không, nhưng mà chúng ta cũng biết nha, không không thấy gì hết, nhưng mà trong đó rồi nó ra sắc đấy. Nếu chúng ta không có thiền, chúng ta không thể quản lý được nội tâm của mình, thì chắc chắn lời nói và hành động sẽ tạo nghiệp. À chị Quỳnh đệ, vì vậy mình suy nghĩ cái gì, chú trọng điều gì trong đời sống của chúng ta, thì nó sẽ tạo ra một cái dạng từ trường năng lượng xung quanh chúng ta, và nó ảnh hưởng đến thân tâm của chúng ta, rồi nó ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta. Trong y học Đông Phương, người ta đã phát hiện ra từ rất sớm, khi mừng quá thì hại tâm, khi giận quá thì hại gan, nghĩ ngợi quá nhiều thì hại đến tỳ vị, tức là lá lách dạ dày, khi lo quá thì hại đến phổi, khi sợ quá thì hại thận. À, chúng ta nhìn trên hình, chỉ cần một cơn giận thôi, trong nhà Phật nó gọi là đốt cháy tất cả các cái núi rừng công đức mà mình đã tu tập. Trong khoa học và nghiên cứu, chỉ cần một lần mình tức giận là nó bằng 20 căn bệnh vật lý sinh ra. Nó 20 là những gì mình thấy, còn những gì mình không thấy thì chắc chắn là hơn số lượng. Những tấm hình điển hình này nó thực tế cho chúng ta dễ hiểu. Vui nó liên hệ đến cái cảm xúc, vui nó liên hệ đến cái tim của mình, nó biểu hiện cái sự vui sướng mừng rỡ, thì ai không thích điều đó phải không chị Quỳnh? Tại sao vui quá có hại, có hại không? Khi mình vui lên đó, thì khí nó bình hòa, nó thông, nó đã mạch, nó làm cho mình rất là sảng khoái, cho nên khi vui mừng thì chẳng có gì có hại hết, nó có lợi sức khỏe. Nhưng nếu mà quá độ, có những cái nụ cười quá độ từ trong lịch sử nhân loại Đông Tây Kim Cổ đều đem đến cái chết, vì tâm vui của mình nó bị khuếch tán thì thần khí nó không có yên, nói cười không ngớt thì nó cuồng vọng, nó mất trí, nó bị điên loạn, và thậm chí đưa đến tử vong. Như vậy cái gì nó làm nên cái hậu quả bên ngoài đó? Một niềm vui thôi. Nếu chúng ta không hiểu được cái nguyên lý cân đối trung dung của Khổng Tử nói và trung đạo của nhà Phật nói, thì chúng ta cho rằng hài là tốt. Không có tốt. Nếu chúng ta sử dụng nó giống như thuốc bổ mà quá liều, chứ không phải suốt ngày xem hài là tốt. Đây là một cách đầu tiên dẫn sử dụng trước khi dùng tâm của chúng ta, và nó ảnh hưởng trực tiếp lên tim của chúng ta. Chúng ta cười suốt ngày là tốt à? Nếu như vậy thì những người tu hành họ cứ tĩnh lặng nhẹ nhàng, không lẽ họ không tốt bằng những người cười hoài sao? À, khi mình giận, giận nó liên quan đến can, nó phát tiết ra bên ngoài cái năng lượng rất là đáng sợ, dễ thấy liền. Nếu mình bộc lộ quá mức, hoặc là mình đè nén kiềm chế quá mức, đều ảnh hưởng gây ra bệnh. Can thì nó liên hệ đến tỳ, giận nó hại can hại tỳ. Sau một cơn giận là mình sẽ thấy được cái khí huyết của mình nó lưu thông lộn xà ngầu, rất là dễ nôn, dễ tức ngực, tức cái sườn ở phía trước của chúng ta. Ở này con cũng cảm nhận, con tu hành mà con cũng có những cái lúc giận lớn, và mình biết là khí huyết nó vận hành bất thường, nó không những ảnh hưởng đến cái phía trước ngực mình đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tiêu hóa không tốt, nó không muốn ăn muốn uống gì hết trơn, khi mà giận lên không muốn nuốt nổi, đại tiện tiểu tiện cũng quên luôn. Người ta nói can khí thượng xung, khi mà giận lên là cái khí đồi ngược lên rất là dữ dội, cho nên mà giận dữ hoài, một người mà giận dữ hoài là khí huyết của họ theo khí nó đi lên, nó có thể làm cho người đó gọi là tức mà ra máu, tức là máu luôn, tức ối máu luôn, là ta nói có thật đó.
Nếu mà khí huyết của mình nó dồn lên trên, nó sinh ra nhiều cái chứng bệnh, và nó làm cho lúc mà mình sau khi mình giận quá mà tối sẫm mặt mày, mê man, mình choáng váng, đau đầu. À, còn khi mình buồn, đây là con đang nói đến những cái tâm sở bất thiện mà bằng y học Đông Phương đã thấy rồi, chứ chưa cần phải nói đến Phật Pháp đâu. Cái thiền của họ chưa phải là thiền giải thoát đâu, mà chỉ cần cái thiền để dưỡng sinh thôi. Khi mà buồn, buồn nó liên hệ phổi, nó làm cho phế phổi, không khí ở trong phổi của mình ít tắc, không có được thư thái, khó thở. Và thường chúng ta phải làm gì? Chị Vinh Đệ để ý, khi mình buồn quá mình làm sao? Mà biết người đó rồi đó. Thở hơi dài. Ngồi vô ăn cơm là không được thở hơi dài. Con ở ngoài Trung, mẹ con nói ăn cơm là không được thở dài. Mà sao biết không? Thở dài là buồn. Ngồi ăn cơm mà buồn thì thôi đời mình thôi rồi. Mâm cơm là phải kiếm cả tháng cả ngày, được người ta thương quý, ta nấu, ta dâng lên, mình ngồi sao nuốt cho vô. Một cái hơi thở ra của một người, có một người ngồi bên cạnh mà cũng bị tác động đó. À, tức ngực, khó chịu, buồn bã, thở dài. Buồn rầu quá độ nó làm cho phế của mình, cái khí nó bị tiêu hao, nó hại đến tâm khí. Người đó nhìn là rất là mất thần thái. Còn khi lo lắng, lo lắng suy tính, nghĩ ngợi đắn đo quá nhiều thì nó ảnh hưởng đến tỳ vị của chúng ta. Nó sinh ra hoang mang, lo sợ, bất an, hồi hộp, thì tỳ khí của chúng ta nó bị bất kết, ăn uống sẽ thất thường, da thịt của chúng ta ngày nó càng gầy róc đi. Ta nói lo lắng là nó hại đến tỳ, và bệnh tình của mình nó bắt đầu nặng nề lên, tâm khí nó hư tổn, nó gây ra các cái chứng bệnh về tim, hồi hộp, mất ngủ, sợ hãi. Chư huynh đệ thấy tâm với thân là Namaruba, nó không thể là hai. Nếu mà chúng ta không sử dụng tâm của chúng ta theo ý chúng ta muốn, chúng ta uống thuốc, chúng ta đi bác sĩ là vô ích. Vì bác sĩ đầu tiên phải là cái chánh niệm, chính là cái tỉnh thức của chúng ta. Nếu chúng ta không có nó, chúng ta có cái gì chăng nữa thì cái đó nó sẽ hại chúng ta. Khi mà mình lo sợ, mình hoảng hốt nhiều thì nó hại đến thận, nghe chưa, vấn đề. Nó rất là lạ. Cơ thể này là một cấu trúc hoàn hảo của sự sống. Thận của mình mà nó hao tổn thì chúng ta biết rồi đó. Ở trong sách xưa Thiên Cử Thống Luận, họ có nói là sợ thì hao đến tinh, tức là tinh khí thần, tinh chất ở trong xương cốt của mình. Nó làm cho tâm huyết của mình cũng dễ bị thương tổn. Sợ hãi nó gây ra rất là nhiều những cái tai hại. Nói như vậy để chúng ta biết được là thiền Đông Phương không phải là thiền giải thoát của Phật, để dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe thôi. Người ta đã thấy được mối tương giao của thân tâm, Namaruba, particle, wavicle, hạt và sóng, năng lượng và vật chất vốn không có hai. Đây Đông Phương, Tây Phương gặp nhau rồi đấy. Và chúng ta thì như thế nào? Đang ở phương nào? Phương nào cũng biết mà. Chúng ta cứ hễ bệnh là đi mua thuốc uống, rồi cái hễ bệnh là đi mua thuốc uống, cứ đổ thừa khổ cái này do anh, do em, do con, do mẹ, do cha, do hoàn cảnh, mà không có biết rằng cái cơ thể con người này nó chứa một cái năng lực đặc biệt, ấy là chánh niệm, ấy chính là tánh giác, ấy chính là năng lực thành Phật. Mà Đức Phật nó nói một câu mà chúng ta hiểu nó không có thấu, là ta là Phật đã thành mà các con là Phật sẽ thành, tức là các con có một cái hạt giống chủng tử là Phật
ở trong lòng á, nếu không thì ta không có thành Phật được. Nếu ta đã là người thì ta đã thành Phật thì các con cũng có thể làm được. Nhưng mà khi buồn, khi giận, khi sợ, khi hãi, khi đau, khi khổ thì chúng ta nói tôi là con người mà. Ủa, mình là con người tức là mình có khả năng tạo ra đau khổ, đúng không? Đúng, mình cũng có khả năng giải thoát mình đau khổ khỏi đau khổ đó mà. Cho nên chư huynh đệ biết à, thiền nhìn vào trong thân, chúng ta thấy được rõ thân một cách thế gian pháp, chúng ta sẽ không có quá sợ, quá buồn, quá vui, quá giận, quá hờn gì hết. Giữ tâm mình ở mức độ tĩnh lặng, yên ổn, hoan hỷ, vui vẻ nhưng không quá trung dung, đi đứng nằm ngồi ăn nói và năng lượng cảm xúc của chúng ta trung dung. Nếu không thì sao, bác sĩ làm gì trị được các cái bệnh mà tâm mình cứ chế tác ra hoài, làm sao tâm mình mà trung dung được? Mình phải chánh niệm, chứ mình để không chánh niệm mình đâu có biết được là đi vào hai cái cực đoan, quá vui quá buồn mình không có dừng được. Chứ huynh đệ có bao giờ rơi vào cái trường hợp mà ngồi cười mía cười mà không dừng được cái cười không? Không dừng được cái cơn cười của mình, cười giống như một người bệnh mà cười mía rồi chết luôn. Có cái đó. À, do cái niệm mình nó không có liên tục, cái định mình không có mạnh. Cho nên khi mình chiếu cái ánh sáng niệm định của mình vào một cái gì mà nó yếu quá mà cái đó nó mạnh quá thì mình không thể dừng nó lại được. Chứ huynh đệ biết, đập vỡ cấu trúc của một viên kim cương có hai cách. Một là lấy búa đập rất là mệt sức. Hai là rọi tia laser UV vào. Tia đó mà rọi tới đâu là kim cương, dù cấu trúc cứng cái nào nó rã tới đó. Cái tia đó là một loại ánh sáng không? Cái ánh sáng nào cho bằng ánh sáng? Vô lượng quang ấy chính là tự tánh giác ngộ của chúng ta. Chánh niệm là chúng ta có cái đó. Nên chánh niệm mà mạnh nên chưa quên để rõ vô hơi thở là thấy hơi thở liền, nó đang vào hay ra, nó ngắn hay dài, nó dễ hay khó chịu, nó căng hay nó phồng. Và khi rọi vào cái suy nghĩ vọng tưởng nào là nó biến mất chỗ đó, rọi vào cái đau nào là nó mất cái chỗ đó, rọi vào cái sự dễ chịu khó chịu nào là mình thấy liền cái bản chất vô thường và vô ngại của nó. Do cái niệm định của mình ấy chính là cái tuệ giác không lời, không phải quá khứ, không phải tưởng tượng, không phải thông tin. Cái này là cái năng lực thành Phật rất là cao, rất là cao quý của con người con. Chư huynh đệ nhé, đây là con đang chia sẻ để chư huynh đệ chúng ta cùng nhau khám phá ra cái lý do vì sao mà chúng ta phải tu thiền. Ngày thứ nhất chúng ta hiểu về thân tâm chúng ta, ngày thứ tư, ngày thứ hai tới đây con sẽ dạy sâu về bài kinh tứ niệm xứ. Tâm của chúng ta mà nó lặp đi lặp lại cái gì á thì nó tạo ra cái hình ảnh của cái đó. Khi có cái hình ảnh trong tâm rồi, nó sẽ tạo ra cái sức hút theo luật hấp dẫn. Ta sẽ hút những thứ mà ta suy nghĩ. À, cho nên người ta nói mây tầng nào à, hút mây tầng đó à, mây tầng nào gặp gió tầng đó. Muốn có một mối quan hệ tốt, trước là mình coi thử năng lượng của mình xấu trước đó thay đổi chưa. Muốn thành công, muốn bình yên, muốn hạnh phúc, muốn có một người thương, đặc biệt theo nghĩa tích cực hướng thượng, thì nội tâm mình phải tích cực hướng thượng chuyển hóa trước. Mình muốn thế giới theo ý mình thì trước mình phải muốn cái tâm của mình theo ý mình. Vì cái tâm của mình mà mình không thể làm theo ý mình thì chắc chắn không thể nào mình làm những thứ ngoài cái tâm theo ý mình. Mình đẻo chân để mang giày là phi lý, nhưng mà mình đẻo tâm người theo tâm mình càng phi lý hơn. Cái chân của mình thể hiện cho cái tâm mình có khả năng phù hợp với tất cả mọi thứ. Cho nên hãy để mọi thứ làm cho mình có thể thay đổi được hoàn cảnh, chứ mình không để mình bị hoàn cảnh thay đổi. Nếu mà mình không có thể làm được điều đó, tức là mình không chủ động một cách phù hợp với mọi người, tâm của mình không thể xử được, thì làm sao mình có thể xử được mọi người theo ý của mình nữa? Bởi vì nó ở ngoài tầm với của mình mà. Đây là lý do thứ hai mà chúng ta phải biết được để chúng ta sử dụng thiền. Khi mà tâm mình bạo động, khó chịu, căng thẳng, áp lực,
cái nặng nề khó chịu, câu có nhăn nhó phản ứng hoài là biết rồi đấy ha, là biết mình đang muốn gì đó. Muốn gì? Muốn tâm người theo ý mình à? Không được. Vì sao? Mình làm tâm mình không theo ý mình được mà. Khi mình đó là một sự giác ngộ và chúng ta buông đi cái sự đổ thừa trách móc do sếp tôi, do lính tôi, do công việc bên ngoài kia, do người này, do người kia, mọi sự đổ thừa không còn xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta nữa, chứ không để ghê vậy. Ví dụ như mình thương một người, mình gọi điện thoại mà họ không bắt máy, mà nhắn tin họ không trả lời, mẹ mình giận mình, chồng mình giận mình, họ không có liên lạc với mình luôn, bắt đầu tâm của mình sao? Muốn trả thù. À, mình đổ thừa rằng cái sân ở trong lòng mình là do họ tạo. Nhưng mà khi mình gọi điện cho họ không được, tâm của mình sẽ nghĩ rằng họ đang làm một điều sai lầm gì đó. Bởi vì khi cái khổ của mình nó trồi lên mà mình không có chánh niệm, mình nhận ra cái tôi của mình ở trong đó, thì cái khổ của mình nó muốn đúng, nó muốn hay, nó muốn tốt, và cái người kia phải sai, phải tệ, phải dở. Thì mình càng đúng thì họ phải càng sai. Thì họ có giải thích cỡ nào mình cũng không bao giờ lắng nghe. Bởi vì mình nói, bởi vì anh làm cho tôi khổ cho nên chắc chắn là anh sai. Tại sao anh gọi anh đi với ai à? Vì mình thất niệm cho nên mình cố tình đúng. Mình càng đúng họ càng sai. Mà họ càng sai thì ai khổ? Mình khổ. Không phải mình đúng là mình khổ, mà bởi vì mình đúng cho nên họ phải sai. Chính cái sai của họ nó khiến cho mình không có chấp nhận điều đó là mình khổ tâm. Như vậy với tất cả mọi mối quan hệ khác, với chủ, với tớ, với thầy, với trò, với vợ, với chồng, với mẹ, với con, tất cả mọi mối quan hệ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hễ chúng ta khổ với một mối quan hệ nào là bởi vì cái người đó đúng hay là bởi vì cái người đó sai? Bởi vì cái người đó sai, mình không chấp nhận cái sai của họ và mình cần họ giải thích. Họ càng giải thích mình càng khó chịu. Khi mình hết thương một người rồi, lời giải thích nó chỉ làm cho nhau đầu nhói thôi. Bởi vì họ càng đúng mình càng khổ. Mình càng đúng mình cũng càng khổ. Đây là cái chỗ thiền mà chúng ta liên hệ đến cái mối quan hệ đời sống hàng ngày. Chứ mình để nhìn vô màn ảnh sẽ thấy mỗi một người chúng ta có một cái tần số rung động hay một cái mức năng lượng khác nhau, tùy theo cái cảnh giới tinh thần, cảnh giới nhận thức, cảnh giới giác ngộ, nội tâm của người đó. Đây là phát hiện của ai? Phát hiện của David R. Hawking, sinh năm 1927, mất năm 2012, là một vị tiến sĩ bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu và giảng viên tâm linh nổi tiếng của thế giới, đến từ Mỹ. Có một cái tác phẩm nổi tiếng gọi là Power and Force, năng lượng và tâm linh. Ông đã phát hiện và chứng minh được cái mối liên hệ mật thiết giữa thân và tâm. À, bệnh tật của con người là do những năng lượng tiêu cực, do suy giảm năng lượng trong cơ thể, đến từ những cái suy nghĩ tiêu cực. Tức là cái điều này khoa học Đông Phương đã phát hiện rồi bằng năng lượng thiền định. Những cái năng lượng tiêu cực nội kết ở trong cơ thể này, nếu không được hóa giải, bị kìm nén, hoặc nếu chúng ta một cách vô tội vạ vung vãi nó, làm cho nó xuất hiện ngoài trong cơ thể thân tâm này, thì theo ông đó là những dạng năng lượng mà chúng ta thấy trong hình là dạng yếu, dạng phá hủy, dưới 200 Hz. Tức là cái tần số độ rung tính bằng Hz. Thì cái thấp bé nhất của một cái cảm xúc á, mà theo ông nó tạo ra một cái tần số rung động rất là ít, rất là thấp, không có mấy ảnh hưởng. Đó là cái cảm xúc nhục nhã, đổ lỗi, hổ thẹn, tuyệt vọng.
ân hận, bốn cái này nó rất là thấp. À, chị huynh để thấy cái gì không? Đây là những sai lầm chúng ta phạm phải trong cuộc đời, và lương tâm của chúng ta sẽ bắt đầu rất là ân hận. Và cái cảm giác tội lỗi nó khác với cảm giác tàm quý. Tàm quý tức là mình biết xấu hổ nên mình không chủ động làm sai. Còn đây là mình đã làm sai và mình cảm giác vô cùng là nhục nhã. Thì cảm giác nhục nhã, đổ lỗi, tiền vọng, ân hận này là cảm giác với ai? Với chính mình. Ồ, mình không chấp nhận mình. Cho nên tha thứ cho người thì không khó. Cái khó là tha thứ chính mình. Cho nên hễ mà làm một hành động sai, chúng mình để biết không, cái lương tâm của mình nó ân hận suốt một kiếp người. Nó là một cực trọng nghiệp, nó tạo ra một cái vùng rất là nặng nề trong phiền não của mình. Nó tạo ra một cái ấn chứng trong đó, cái dấu chứng trong đó. Và khi chúng ta xả bỏ cái thân xác phàm phu này thì cái cực trọng nghiệp của nó biểu hiện tua nhanh lại như mà là một đoạn phim ngắn. Rồi mình sẽ cực kỳ ấn tượng mà bị nó lôi đi do cái năng lượng đó. À, cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta năm giới là đừng. Năm cái đừng tức là sao? Không có sự nhục nhã, đổ lỗi, tuyệt vọng, ân hận với chính mình khi mình giữ được năm cái đừng. Đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đừng nói dối, đừng rượu chè say xỉn, nghe nhìn đồi trị, hưởng thụ thân tâm một cách thái quá. Giả dụ chúng ta làm những việc đó đi, thì cái việc đầu tiên chúng ta về sau khi làm hành động đánh một ai đó, hại một người nào đó, làm một điều gì đó dối gian, đau khổ, thì tâm chúng ta là sao? Có cảm giác rất là ân hận. Thì cái năng lượng đó là năng lượng phá hủy. À, theo ông nghiên cứu. Và cái cảm giác an phận, lo âu, nó tức là bất an, lo nghĩ, thì năng lượng này cũng rất thấp. Năng lượng này cũng là năng lượng phá hủy. Rồi hai cái cảm giác đặc biệt đó là thù ghét, thèm khát. Ấy chính là tham dục và sân hận. Được ông đo cái tần số là 160, 150 và 125. Rất là thấp, dưới 200 là thấp. Và kiêu hãnh hay là khinh rẻ, tức là mình tự hào, tự tôn, tự đại, tự khoe, đây là mạng trong nhà Phật, tức là kiêu mạng. Những cái năng lượng này theo ông là những năng lượng tiêu cực của sự sống. Nó không thật, theo ông nó là giả dối, nó thiếu chính trực. Và nó mang đến chất hủy hoại, tiêu diệt. Nó bạo động cho nên gọi là vũ luật. À, thử mà chúng ta sống một ngày, chúng ta hết tự hào, tự tôn, tự đại, tự khoe, tự mãn, kiêu hãnh, chê bai người khác, khen mình chê người, vạch lá tìm sâu suốt ngày, cứ để đi nói người này xấu, người kia xấu. Có không? Điện mạng có không? Chỉ ra cái này sai, chỉ ra cái kia sai. Cái đó là một dạng năng lượng kiêu hãnh, và thấy mình tốt, thấy người xấu, khinh rẻ. Rồi trong cái đó nó sẽ tạo ra những cái năng lượng gì tiếp theo? Thường thì chúng ta giận dữ, chúng ta thù ghét nhau. Khi mà chúng ta hướng ra bên ngoài, nó thấy lỗi người thì sao? Chỉ trích, đấu đá, rồi giận hơn, rồi thù ghét. À, đó là một dạng sân của cảnh giới Atula. Còn nếu không có như vậy thì sao? Thì tham dục, thì nặng nề về thân xác nữ, nam giới tính. Rồi nếu cứ tham sân hoài thì tâm của mình hằng ngày nó hướng ra bên ngoài, thì nó cứ bất an, lo nghĩ, sợ hãi, rồi nó làm những cái việc rất là tệ hại ngoài cái sự kiểm soát của chánh niệm và tỉnh thức, của lương tâm và là lòng trắc ẩn. Thì sao? Nó thực hiện một hành động xong trong cái lúc mê mờ, thiếu được chánh niệm, thì cái hành động đó đâu phải nó làm. Sau này nó về nó nhận ra, ồ, tại sao mình lại làm cái việc đó ta? Đó là cảm giác gì? Tuyệt vọng, đổ lỗi, nhục nhã, ân hận, hổ thẹn. Đó.
thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái tâm sở này nó đã được dạy ở trong Abhidhamma và di tức học của nhà Phật rất là rõ. Và hễ có một cái tâm xấu là những cái tâm xấu khác nó sẽ đua theo, nó xuất hiện. Và ông phát hiện một cách thú vị, chư huynh đệ nhìn vào trong cái bản sẽ thấy những cái tâm tự tin, tin tưởng, lạc quan, tha thứ, thấu hiểu nó bắt đầu từ 200 độ rung hét trở lên. Những tâm tích cực thánh thiện đó nó trở lên thấu hiểu, tôn kính, thanh thản, an lạc, có niềm vui, có tình thương, có bình an, có giác ngộ. Đó là cái sức mạnh. Đây là sức mạnh đích thực, nó không phải bằng cơ bắp vũ lực, mà đó là sức mạnh của năng lượng lan tỏa tần số cao do cái tâm của mình nó nhẹ yên. Chứ mình để biết nó sẽ tỏa ra một từ trường năng lượng cao gấp mấy lần một người mà đang sân hận. Năng lượng đó không phải là năng lượng tích cực, năng lượng đó là năng lượng quỷ diệt. Cái cảnh giới cao nhất mà ở đây chúng ta thấy đó là giác ngộ, nó tới 700 và 1000 cái độ rung. Đó, cảm giác này khó tả. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo và trong thất giác chi đặc biệt là chúng ta có những cái năng lượng tích cực, tính tấn niệm định huệ trong ngũ căn ngũ lực. Trong đây chúng ta thấy toàn là những năng lượng tích cực, là lý trí này, yêu thương này, niềm vui này, bình an này, thanh thản là tôn kính này. Khi mà chúng ta ngồi trước Phật thì năng lượng của chúng ta rất là tích cực. Khi chúng ta ngồi thẳng thớm tỉnh giác thì chúng ta có bình yên không? Đó. Chúng ta có lòng tôn kính tam bảo không? Có. Chúng ta thanh thản không? Có. Chúng ta nhìn nhận được những cái sai lầm của mình không? Có. Chúng ta thấu hiểu và yêu thương được nhiều hơn không? Có. Chúng ta cảm giác lạc quan. Chúng ta có cảm giác dễ chấp nhận. Chúng ta có cảm giác tự nguyện và yêu đời hơn không? Có. Như vậy khi mình ngồi thiền xuống là mình đang làm gì chứ huynh đệ? Đang làm gì với cái phẩm chất trong cái ly nước của cái thân này? Trong cái thân này là chứa hơn 70% là nước, thì phẩm chất trong cái ly, cái nước trong ly nó làm nên cái phẩm chất, thì phẩm chất của cái tâm nó làm nên cái thân này. Khi mình ngồi thiền xuống mình làm cái gì? Mình làm cái gì không biết, nhưng mà tất cả những cái năng lượng kiêu hãnh, giận dữ, tham dục, thèm khát, lo âu, tuyệt vọng, bất an, đổ lỗi, nhục nhã, hổ thẹn, lãnh đạm, đau thương, sợ hãi, nó ở đâu? Nó không còn nữa. Đây chính là chuyển nghiệp. Đây chính là chuyển nghiệp. Như vậy chúng ta không thể chuyển nghiệp mà ta không thể quay về cái nơi sản xuất ra cái nghiệp. Nơi sản xuất ra nghiệp là tâm. Cho nên chuyển nghiệp là phải quay về tâm. Cho nên là tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Đem cái tâm đó mà sám, sám cái tâm tội, sám cái tâm thất niệm, là cái tâm nó phải chánh niệm, chứ không phải xin một ai tha lỗi. Họ tha lỗi thì hay không không quan trọng, mà mình cứ lặp lại cái lỗi đó thì mình vẫn là người khổ đau. Lỗi không phải là bởi vì mình sai với họ, mà mình sai như nhân quả rồi quả khổ diễn ra với mình. Xin lỗi một người không phải bởi vì để cho họ thương mình, mà để cho họ làm cho mình nhẹ đi cái nhân xấu, đi cái quả khổ mình không có phải lãnh vào cuộc đời của mình nay hay là mai, đời này hay đời sau thôi. Cho nên quay về đó là phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Đó là câu của vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng bậc giác ngộ, đặc biệt là vua mà bỏ ngôi đi tu rồi tầm 5-6 năm, đó là một vị giác ngộ và dạy cho dân Việt Nam chúng ta. Khi mà ngài học được của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một câu chốt của thiền: quay về. Năng lực quay về là chỉ có con người, mà chỉ có người tu, chỉ có người biết được trong tâm họ có năng lực rút ra bài học và tỉnh giác bằng cái chánh niệm, chứ không phải là I think therefore I am, tôi suy nghĩ cho nên tôi là, tôi suy nghĩ cho nên tôi là. Vậy bây giờ nếu mà tôi không suy nghĩ thì ai? Cho nên I know, I think therefore I am, tôi biết tôi suy nghĩ cho nên tôi là. Tôi suy nghĩ thì không phải thiền, mà tôi biết tôi suy nghĩ là thiền. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta quán tâm liên tâm là tôi biết tôi suy nghĩ. Khi có suy nghĩ thì biết mình có suy nghĩ, khi không có suy nghĩ thì biết mình không có suy nghĩ. Như vậy rõ ràng cái bộ não mình nó làm một cái chuyện, đó là suy nghĩ, và mình làm ra suy nghĩ, tức là mình không phải là suy nghĩ. Và để cho mình sử dụng được suy nghĩ giống như mình sử dụng tiền,
thì mình buộc phải có niệm định. Vì tiền nó suy nghĩ, tiền nó dụng mình thì mình khổ, tiền mình dụng nó thì mình hạnh phúc. Bây giờ tâm mà suy nghĩ, tâm mà dụng mình thì mình khổ, mà mình dụng tâm thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái điều hạnh phúc, lợi ích trên cuộc đời này. Cho nên là kẻ mê cứ làm cái điều mình không thích, rồi kẻ trí, kẻ khôn thì làm cái điều mình thích. Nhưng mà bậc trí tuệ giác ngộ thì làm cái điều cần thiết bằng cái tâm rất là hạnh phúc. Bởi vì cái tâm họ hạnh phúc thì họ không có cần làm một cái gì để họ hạnh phúc. Cái tâm khi họ có hạnh phúc thì họ làm là để họ từ bi chia sẻ. Còn mình chưa có hạnh phúc thì mình làm bằng lòng tham, mong họ, mong việc, mong người, mong tiền, mong tình, mong lợi, mong danh, mong cái điều kiện bên ngoài, điều kiện sống, hoàn cảnh sống nó làm cho mình có năng lượng sống. Mình thiếu năng lượng sống thì mình đi tìm nó ở bên ngoài. Bây giờ năng lượng sống mình có rồi thì mình từ bi chia sẻ, dù là người mình thương hay là việc mình làm. Cái vấn đề không phải là mình làm với ai, mình làm cái gì, mình thương ai, mình thương thế nào, mà bởi vì trong lòng mình thực sự là có bình yên hạnh phúc chưa, có an nhiên tự tại chưa, có phẩm chất sống chưa. Nếu mình có rồi á thì mình ở với họ hay không quan trọng, họ ở với mình hay không quan trọng, lúc nào mình cũng thương họ được hết, được không nè? Cái đây là năng lực phải do thiền tu tập chúng ta mới làm được chứ mình, để nếu không chúng ta không làm được. Cái slide tiếp theo chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy cái gì ở trong bảy chakra của Hindu giáo, người ta đã phát hiện từ ngàn xưa rồi. Bảy chakra này cái thấp nhất là ở cái vị trí xương cụt, rồi lên dưới rốn, lên bụng, lên chân thủy, lên cổ, lên trán, lên đỉnh đầu. Nó có bảy cái màu là đỏ, cam, vàng, lam, tràm, tím. Nó tương ứng với bảy cái âm thanh nốt nhạc, cái số 7 rất là đặc biệt trong cơ thể chúng ta. Đây là cấu trúc vật lý, Đức Phật không dạy điều này. Họ cao hay họ thấp chúng ta không nói, nhưng cái sự khám phá do tâm linh tu tập, người ta đã rọi ngược lại và ta thấy được trong cơ thể này có một cơ chế vận hành của vũ trụ rất là hoàn hảo. Và khi chúng ta đạt đến cái chỗ khai mở cái chakra cao nhất, đó là bậc giác ngộ, thì khoa học ngày nay đã khám phá từ cái chuyện hổ thẹn, nhục nhã, cho đến cái bậc giác ngộ là từ 20 đến 1000 hertz. Cái tần số rung động. Và cái điều này chúng ta thấy đã được Đức Phật dạy rất là rõ ở trong 10 kiết sử. Kiết là trói, sử là sai khiến. Trong nhà Phật muốn giải thoát từ phàm phu, chúng ta đi vào sơ quả, thì chúng ta phải bỏ ba cái loại năng lượng tiêu cực. Thế nào là năng lượng tiêu cực? Chúng ta nhìn qua cái hình của bảy chakra đó. Cái thứ nhất là sự tồn tại, cái thứ hai là tình dục, survival là tồn tại, màu đỏ cùng ở dưới. Sexuality, sexuality là tình dục. Sự tồn tại trong mê mờ nó thấp hơn cái tình dục của con người. Nhu cầu sống của con người, tức là con người, nó cao hơn loài vật. Sự tồn tại đó nó thấp hơn, cho nên nó cao hơn một chút thôi, nó vẫn còn ở rất là thấp. Nó lên một chút nữa là power, là quyền lực và tiền bạc. Những con người này suốt ngày chỉ nghĩ đến làm sao để kiểm soát người khác, làm sao để kiếm được nhiều tiền. Những cái gì cũng ra tiền hết, có vẻ rất cao quý, nhưng trong tâm linh học của cái hệ thống Hindu giáo, người ta thấy nó không có gì cao quý cả. Nên suốt ngày đi học những khóa để kiếm tiền thì nó không phải là không nên. Nhưng mà chúng ta biết là cái thân tâm này nó cho chúng ta thấy được cái bộ não to đùng này không phải sử dụng 8 tiếng đồng hồ giống như con kiến để đi kiếm ăn cơm áo gạo tiền, mà cái bộ não to đùng này nó chỉ để kiếm ăn thôi thì rất là uổng phí. Cho nên cái việc mà đi kiếm tiền nó cũng giống như cái việc đi hái lợm ngày xưa. Cơ bắp của đàn ông đi hái lợm để về nuôi gia đình, ngày nay cơ bắp đó biến thành não bộ đi hái lợm thì cũng là bản chất của cái bao tử thôi. 8 tiếng đồng hồ con mũi nó bay bay dù dù, con trùng nó lũi lũi lũi, nó đủ có cái bụng no. Mình làm 8 tiếng đó không đủ mà còn hơn thua, còn đau khổ thì chuyện nó vô lý lắm. Cho nên cái power là tiền bạc và quyền lực nó không nói được gì giá trị của chúng ta nhiều hết.
trên nữa là tình yêu và sự sáng tạo, trên nữa là sự kết nối communication, và trên nữa là cái sự giác ngộ chưa có trọn vẹn. Thì chúng ta thấy ở bên cái omega và cái alpha của khoa học giác phát hiện của bác của tiến sĩ Joaquin Đế tạm ổn là ở giữa, nhưng mà xuống cuối là đau khổ, lên trên là thanh khiết và trí tuệ tối cao. Ta đi qua cái bản của nhà Phật 10 kiết sử, thì 10 kiết sử bao gồm là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạng, trào cử, vô minh. Thì đây là những cái năng lượng tiêu cực trong một phàm phu hay con người, không một ai không có. Và để đạt vào sơ quả tu đào hoàng, không có còn là phàm phu nữa, người đó chỉ cần diệt đi ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy chưa vấn đề hay không? Những cái năng lượng mà khoa học phát hiện nó thấp kém. Ngày xưa và bên đạo bên ngoài người ta cũng phát hiện là thấp kém. Và muốn đi lên con đường tiến hóa tâm linh thì mình phải chuyển qua nó. Mình phải bỏ ba cái loại năng lượng thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ này. Và lên một bậc nữa là tham và sân, chúng ta đoạn luôn thì chúng ta đạt được hai cái thánh quả tiếp theo, đó là Tư Đà Hàm và A Na Hàm, tức là bất lai. Bất lai tức là không có tới nữa, không tới đâu, không tới cõi dục này nè. Cõi này là cõi dục nè, làm sao biết cõi dục? Cha mẹ chúng ta làm chuyện đó, chúng ta chui vào, chúng ta ăn chúng ta thấy ngon, chúng ta uống chúng ta thấy ngon, tiếp xúc chúng ta thấy đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, đó là dục giới. Và nếu mà chúng ta không còn cái dục nữa, chúng ta hỏi có tịnh cư giới của chư thiên, hỏi trời sắc giới, chúng ta không có trở về dục giới nữa, cho nên gọi là bất lai anagami, không trở lại dục giới nữa. Và nếu chúng ta đoạn được luôn cái sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh, thì chúng ta chứng vào A La Hán quả. Cái này gọi là thượng phần kiết sử, rất là khó đoạn. Nè, chúng ta tự hào đó là mạng đấy. Chúng ta cứ ngồi thiền mà trạo qua trạo lại, rung lên đắt xuống, gãy lên gãy xuống, ai đó là trạo cử đó. Sắc ái là sao? Chúng ta yêu thích cái đẹp và chúng ta dính mắt vào cái sự tịnh lạc của cõi thiền. Ái vô sắc là sao? Chúng ta dính mắt vào sự tịnh lạc của tứ không, của vô sắc giới. Chúng ta thoát ra luôn dục giới, chúng ta thoát ra luôn sắc giới, chúng ta thoát ra luôn vô sắc giới. Chỉ có nhà Phật mới dạy được cái hiểu biết này. Chỉ có Đức Thế Tôn mới thấy được ba cõi là luân hồi sanh tử. Cho nên Ngài không còn dạy là mấy cái chakra hay là mấy cái năng lượng thấp thấp bé bé nữa. Ngài nói rõ luôn như ban ngày luôn là cái năng lượng nào cần phải đoạn và cách thức đoạn nó ra làm sao. Năng lượng tham sân si là cần phải đoạn. Tham sân si là nó nhân lên thành 10 cái này, đoạn bằng cách nào? Giới định tuệ. Và giới là phải làm cho cái thân này thanh tịnh, chứ đi làm bậy đi là lập tức mình sẽ bị hổ thẹn liền. Mà hổ thẹn trong tâm mình ngồi xuống, tâm mình bất an nhục nhã, mình không bao giờ định tâm được. Tâm mình không định là giống như mặt nước không yên, là không thể soi sáng được cái gì trên bầu trời cả. Cho nên cái thân là phải tịnh, rồi cái thân nó phải định, rồi tự nhiên cái tâm nó phát sinh trí tuệ và mình thấy được bản chất thật của mọi thứ khi nó đến. Và do có định mình có tuệ, cho nên mình buông xả được những thứ nó đến mà mình không có lầm tưởng như là mình không có khổ. Nó rõ như bàn tay, nó rõ như chỉ tay thì bàn tay. Nếu mình tu theo Phật, đây là một phước báo thiện, căn phước đức nhân duyên nhiều đời. Và nếu chúng ta hiểu thấu được cái năng lượng tiêu cực nó chi phối đời sống của chúng ta nhìn vô cái hình chúng ta thấy cái năng lượng mà cứ suốt ngày lo lắng, bất an, muộn phiền, trách móc, thì chúng ta không ai dám ở với mình nữa. Nha. Không ai mà muốn ở với mình, rồi họ cứ thương mình, rồi mình cứ phiền phức, khó chịu, căng thẳng, giống như con nít ngày xưa vậy đó. Không muốn đi học làm sao? Làm sao ấy cô Đức Hiền? Ngày xưa cô không muốn đi học thì cô làm sao? Còn nhân nhỏ nít đó, hay cô Hồng, hay bạn Phương Nguyễn, con còn trẻ ngày xưa con không muốn đi học thì con làm sao? Con ngồi vô xó con khóc. Khi con khóc là cha mẹ thất bại, nên sức mạnh của con nít Phật dạy là tiếng khóc.
Thì khi mà mình sử dụng những cái năng lượng tiêu cực nó hoài thành thói quen, cái mình lớn lên mình yêu người ta, cái mình muốn người ta là mua đồ tặng quà cho mình, cái mình giả và giận rồi người ta mua đồ cho mình ta tặng mình, cái mình đóng hoài cái phim giận, đến một lúc nào đó một cái sợi dây thun mà mình kéo ra thì nó trở lại, mình kéo ra nó trở lại, mình kéo ra trở lại, đến một lúc đó mình kéo ra mình không trở lại nữa, rồi mình rơi vào trầm cảm bế tắc và nhận thức tiêu cực cuộc đời luôn. Thì trong cái hình này chúng ta thấy là mỗi một cái năng lượng tâm của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái vùng từ trường ao ra, nó làm đỏ xanh vàng tím gì á bằng cái ánh sáng phổ quang, chúng ta sẽ chụp được và thấy một con người năng lượng tâm của họ sẽ tạo ra một cái ánh sáng tương ứng nhất định. Cho nên một con hổ nó không ăn thịt của hai người mà nó ăn một người, khi đi vào rừng nó ăn người A nó không ăn người B, bởi vì cái năng lượng của người B ví dụ như là tối tăm quá thì nó thấy nó cũng giống giống như một con vật nào đó, nó không có sợ hãi. Nhưng nếu đó là một năng lượng thánh thiện, nó tác động được một cách tích cực lên cái con hổ, nó cảm được nó không ăn cái người đó, bởi vì cái tâm của nó cảm giác là an lành mát dịu với cái người kia. Cho nên khi mình bắt một con rắn cóp ra, hổ mang lên trên tay, nó không có bao giờ cắn mình đâu, nếu như cái tâm mình nó cảm được cái độ rung từ trường của mình là từ ái và yêu thương. Còn nếu như mà mình có một cái năng lượng sợ hãi, muốn tiêu diệt, muốn loại trừ, muốn tấn công, muốn hãm hại nó là nó quay qua nó cắn mình liền. Con voi cũng vậy, tại sao Đề Bà Đạt Đa thả con voi bị điên ra mà chạy hung dữ, ai nó cũng giẫm đạp hết, tự nhiên tới Đức Phật ngày để cái tay lên là nó quỳ sụp xuống, vì năng lượng của Phật lúc đó là năng lượng dao động, rung động, cái độ rung động năng lượng của Đức Phật là cực kỳ lớn, có thể làm cho một con voi điên mà quỳ xuống. Như vậy là không phải cái năng lượng của một người điên khùng sân hận mà chinh phục được người khác đâu. Cho nên Phật mới dạy là hận thù không thể diệt hận thù, hận thù diệt hận thù là đời này không thể có, tình thương diệt diệt hận thù, đấy là định luật ngàn thu. Ngày xưa con học con không hiểu làm gì một người sân hận, cái năng lượng họ dữ lắm đó. Chứ một người từ bi nhẹ nhàng dễ thương quá có gì đâu. Nhưng mà Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy một con voi điên mà chạy đến ngài, năng lượng của ngài phải gấp trăm ngàn lần nó mới quỳ phục xuống. Như vậy một người tỉnh thức từ bi nhẹ nhàng bình yên thì năng lượng của họ là nhiều hơn gấp trăm ngàn lần cái người mà hung dữ khó chịu, căng thẳng, áp lực, đau đớn, bất an, lo sợ. Nha chị huynh đệ biết rồi đó ha, giác ngộ ra chỗ này thì chúng ta bắt đầu tu thiền, nó có niềm tin. Chúng ta tu thiền là bởi vì chúng ta từ tính chính tấn niệm định tuệ, niệm định ấy ấy chính là thiền đấy. Nhưng mà để niệm định được thì phải có tinh tấn, để có tinh tấn được thì chúng ta phải có tính, là có niềm tin. Niềm tin là chúng ta có duyên với Phật, chúng ta không cần học nhiều, đó là do thiện căn phước đức mình gieo trồng. Còn nếu không thì chúng ta muốn tăng trưởng thêm phải có cái hiểu biết về nguyên lý vận hành của thân tâm này. Chúng ta tin vào một cái gì đó là bởi vì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng trong trải nghiệm của chúng ta. Thì chúng ta thấy rõ ràng đấy, người mẹ là một người vợ hạnh phúc do người chồng thương yêu, thì người mẹ đó sống rất là ấm áp con tim, thì cái đứa con đó được cái năng lượng mà ở đây chúng ta thấy năng lượng yêu thương của người mẹ ngọt ngào hạnh phúc của trái tim người mẹ sẽ nuôi dưỡng mình đi vào trong đứa con. Điều này nó có gì đâu mà thần thoại, bởi vì người mẹ suốt ngày cái hạnh phúc vui vẻ bình yên nở nụ cười, con ơi con hỡi, ấm áp trong con tim nó đập nhẹ nhàng, nó đọc rất là hiền lành, từ hòa, nó đọc rất là ấm cúng, đầy tình tình thương. Thế đứa con nó cảm được không? Mình để đứa con nó ở xa đi nôi thôi đã khóc rồi. Và nếu mà cha mẹ bạo động thì đứa con nó tan nát lòng, này con là người từng bị như vậy. Một đứa con nít mà nó thấy người thân trong gia đình mà đánh đập nhau, hãm hại nhau là con tim vỡ nát. Con đã từng quỳ trước giữa sân mà con ngước đầu lên con nói con không bao giờ lập gia đình ở nhà hết. Bây giờ con thấy cảnh người nhà tan sát nhau, đang phải lấy chuyện gia đình đâu kể đâu, nhưng mà nói cho chúng ta thấy trái tim của một đứa nít đó, nó chưa có được trọn vẹn hình thành, nó phải được nuôi dưỡng bằng tình thương của người cha mẹ. Cho nên áp dụng thiền tập vào trong cái đời sống đó, thì chúng ta nên nuôi dưỡng cái thai của chúng ta, tiền thai là đã được nuôi dưỡng rồi. Là Ấn Độ người ta trước khi mà sinh hoạt ái ân của phu thê, người ta đã để cho người nữ đã ở trong một không gian nhất định, nhìn nghe những cái âm thanh hình tướng nhất định, không phải đụng cái gì cũng nhìn, đụng cái gì cũng nghe,
ăn những món ăn nhất định, tiếp xúc với những cái năng lượng nhất định, để chi khi sinh hoạt nam nữ vợ chồng sẽ tạo ra một cái môi trường tốt đẹp để cho một chúng sinh cao hơn cha và mẹ ấy vào trong cái bụng mẹ đã được chuẩn bị, rồi mới bắt đầu giai đoạn thai giáo, rồi mới bắt đầu giai đoạn hậu thai giáo. Nè, cho nên giống như chúng ta hiểu được cái cơ chế vận hành của tâm thức, chúng ta sẽ rất là chu đáo khi mà chúng ta ở cạnh một người chúng ta khó chịu với họ là họ tội nghiệp lắm. Đặc biệt cái người mà là một sự sống do chính chúng ta phải bỏ xương, bỏ tình thương, bỏ xương máu chúng ta đẻ ra, rồi chúng ta suốt ngày bực bội, căng thẳng, khó chịu, áp lực nặng nề, đổ thừa, trách móc, thì chúng ta biết chúng ta đang tạo địa ngục cho những người chúng ta gọi là thương yêu. Và một người dù xấu nhưng mà họ vẫn được người khác thương, và một người dù đẹp mà vẫn bị người khác ghét, một người dù là giàu có, dù là quyền lực, dù là thành đạt nhưng mà cuối cùng sụp đổ cái điều đó đi, thì con người khác cũng ghét bỏ họ. Và chúng ta thấy xã hội mấy hôm nay là không, kẻ danh người tiếng, kẻ giàu người sang, rất là nhiều nhân nhãn đó, nhưng mà khi sụp đổ cái đức hạnh, giới hạnh, đạo hạnh đi, thiên hạ vẫn nhìn bằng nửa con mắt. Đâu phải anh có quyền, có tiền, có sắc, có thông minh là người ta kính nể đâu, người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà anh phải là người để cho người ta ngưỡng mộ cái đức cơ bản của một con người trước. Nếu không cái đức anh, cái tâm anh mà nó không thiện, không lành, những gì anh có nó không đủ thuyết phục người ta đâu. Cho nên một cái vùng từ trường của chúng ta là thánh thiện, tích cực. Dù chúng ta không đẹp về ngoại hình, nhưng đứng bên cạnh một người thế nào cũng mỉm nụ cười, có cái tình thương dung chứa được cái điều khó dung chứa. À, lấy cái cặp mắt từ ái mà nhìn họ, lấy cái tâm thành thật mà đối xử với họ, chịu để nghĩ thử có cần đẹp hay không. Không phải không cần, nhưng mà nó có phải là cần thiết số 1 trên cuộc đời này không? Khó. Chứ vậy giữ môi mình nỉm nụ cười, giữ đôi mắt mình từ ái, giữ cái tâm mình chân thật, giữ cái lòng mình trung thực, giữ cái tính tình mình hiền lành, đó là nó tạo ra một cái dạng năng lượng rung động rất mạnh. Và sao vậy? Đứng cạnh một người họ cảm được, họ cảm được cái người này nhưng mà dễ thương này, con bé này nó chân thật này, cái người này cái sống tốt này, rồi sao? Rồi cuộc đời sẽ chọn mình, chứ mình không đi chọn cuộc đời đó. Mình không có đi tìm lựa chọn thế này cái kia nữa, mình không có chọn được kết quả đâu, mình chỉ chọn được cái nhân thôi, kết quả nó sẽ tới, nó chọn mình. Vậy tâm của mình là ở trong mình, cái trong mình là mình lựa chọn. Mình hãy tiết chế ra những cái năng lượng tích cực thánh thiện để chi vậy? Mình thân tâm này bị tác động trước, người thương của mình và sự sống mình tạo ra là con cái mình. Và vì vậy năng lượng tích cực lên sẽ hút thu theo cái lực hấp dẫn những con người có cái năng lượng tích cực như vậy đến như mình, giao việc cho mình làm, tin tưởng mình, gần gũi mình, thì cái mức độ thành công của mình trong cuộc đời nó sẽ tăng dần đều. Đây là cái luật rất là dễ hiểu, chứ không phải tự nhiên Đức Phật là nói muốn hạnh phúc trên cuộc đời thì phải như sao? Làm thiện, bỏ ác, sống hiền lành, biết thương người, giúp vật. Những cái năng lượng đó là tiêu hay tích cực? Rất tích cực. Vậy tự nhiên chúng ta tạo cái nhân tốt thì những cái năng lượng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tìm đến nhau thôi. Giống như nước cứ chảy về xuôi, điều này rất dễ hiểu. Để cái tưởng tượng mỗi lần mà mình sân, mình giận, mình buồn, mình phiền, mình tức tại cơ thể mình, một là đen thui, tím ngầu, vân vân, nó tạo, nó là một cái dạng năng lượng thôi. Chúng ta đang thấy là một cái thân đông đặc, do mắt chúng ta không thấy được bốn chiều. Và nếu chúng ta có thể nhìn bằng cái ánh sáng của chánh niệm, bằng cái năng lượng của định huệ, thì chúng ta thấy cảm được là ô, sân lên khó chịu quá, nặng nề khó chịu quá, căng thẳng khó chịu quá. Vậy là chúng ta giác ngộ rồi chứ. Giác ngộ một lần thôi là lần sau không giận, không sân, không buồn quá một ngày nữa. Để chi vậy? Cái năng lượng tiêu cực nó không có tác động chúng ta nữa. Mà nó đạt đến cái chỗ trí tuệ, giác ngộ, đức hạnh, từ bi, thì rất là nhiều người khác sẽ về tìm đến họ. À, giống như trăm sông đổ về biển là khi biển thấp hơn trăm sông. Khi sông không còn phân biệt, khi biển không còn phân biệt sông, thì biển sẽ là nơi mà sông trở về. Thế Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Từ Đông sang Tây, đâu phải Trung Cộng đuổi ngài ra khỏi đất nước thì bị cuộc đời này quấy lấn. Kẻ bị đuổi đi thường là đáng ghét. Người ta nói là quả vô đơn chí, tới một lần quả là tới quả cả mấy cái đơn sau.
mấy cái lần sau đến liên tục, nhưng mà ngài chỉ cần ra khỏi Tây Tạng là ngài lan tỏa Phật pháp khắp năm châu bốn biển. Bởi vì sao? Bậc thánh hiền từ bi trí tuệ đi đâu, năng lượng rung động cực mạnh của họ sẽ tác động tích cực và chúng sanh sẽ cảm được cái lợi ích từ đó. Đức mẹ Teresa cũng vậy, bước vào trong căn phòng là đại chúng mát dịu. Và điều này chứng tỏ ngày xưa Đức Phật lúc nào cũng có một tăng đoàn vô cùng hùng hậu nhưng rất tĩnh lặng. Và ngày nay chúng ta cũng có hai vị đại thiền sư lớn của Việt Nam, một là trong nước rực rỡ Phật giáo Trúc Lâm, hai là ngoài nước rực rỡ Phật giáo chánh niệm của Làng Mai. Chúng ta thấy họ, cái đó gọi là hữu đức bất cô, có đức thì không có cô đơn. Đức ở đây gồm có hai thứ, trí tuệ và lòng từ. Người xuất gia, kẻ tại gia rất nhiều kính ngưỡng. Họ đã ngồi đó nhưng có sự tác động nhắc đến tên họ, giống như nhắc đến tên của chư Bồ Tát, chư Phật. Chúng ta thành kính, thương quý và chúng ta sẵn sàng bỏ thời gian, tâm huyết, tiền bạc, máu xương để cúng dường, để giữ gìn hình ảnh Phật pháp liên quan đến họ. Phải vậy không? Chúng ta thấy họ đâu có đao to búa lớn, ông này bà nọ, quyền lực danh lợi, xinh đẹp thông minh, nhưng mà tại sao chúng ta nghĩ đến họ với một lòng khác ngưỡng tột cùng đến như vậy? Bởi vì họ hữu đức, họ hữu tuệ, họ hữu trí. À, sức mạnh mềm ở trong tâm của mỗi con người nó mới là cái thứ đặc biệt, chứ không phải là sức mạnh cứng bởi chút phước báo chúng ta tạo quá khứ rồi chúng ta có ở đây, chúng ta tự hào với nó. Không, một khi cái đức chúng ta mất là lập tức cái gì chúng ta có nó sụp đổ liền. Giả dụ mà chúng ta leo lên ngôi vàng của mọi thứ thế gian mà cái đức chúng ta không còn, người ta vẫn ném trứng thúi vô mặt mình như thường. Vì con người có một cái loại lương tâm, người ta khinh thường cái thứ mà nhận thức lương tâm không bằng họ. À, còn nếu như nhận thức lương tâm hơn họ, trí tuệ từ bi hơn họ, không cần ngoại hình, sắc đẹp, danh tiếng, tài năng, sức mạnh làm tiêu chuẩn đâu, họ sẽ bắt đầu cúi đầu kính ngưỡng, phục tùng, nhất là lòng từ bi. Để chư huynh đệ thấy. Thỉnh chư huynh đệ hít thở thư giãn. Để nghe nhiều mà chúng ta sẽ mất chánh niệm. Hít sâu vào và nhắm mắt lại. Hít sâu vào và thở nhẹ ra. Thật sâu vào, thở nhẹ ra. Chư huynh đệ biết, ông Hawking tiến sĩ này, ông cũng không những là nghiên cứu một cách có bài bản trên từng cái thí nghiệm của cá nhân và tập thể, mà ông còn nghiên cứu đến các cái tác phẩm tâm linh của các tôn giáo lớn, ví dụ như Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Thì ông có một cái phát hiện như thế này khá là thú vị này chư huynh đệ, là cái tần số rung động khi một người mà tụng và thọ trì kinh của Phật, ví dụ chú Đại Bi, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, giáo lý của thiền, hay là kinh Vệ Đà, thì cái tần số rung động nó đạt đến 700 trở lên. À, điều này là một điều thú vị. Khi mà đọc sách báo, những cái thông tin của thế gian, nay người này bỏ người kia, nay người này bỏ người này, mấy người kia bỏ người kia, người đẹp này thế này, người giàu kia thế kia, những cái thông tin mà nó không phải mang nội dung tâm linh thánh thánh thiện tịnh tưởng hướng thượng ấy, thì phần lớn theo ông là đến 80% dân số trên thế giới là tần số rung động của họ ở dưới 200. Những gì họ chế tác ra trên báo chí hàng ngày là đều dưới 200. Sách này, thức ăn là thực phẩm, nước uống, quần áo này, tất cả những gì mà chúng ta đang tiếp xúc, nếu thiếu chánh niệm
chúng ta sẽ tiếp xúc phần lớn với những cái năng lượng rung động của nó là tiêu cực dưới 200. Đặc biệt là phim ảnh, nó làm suy yếu cái tần số rung động của chúng ta. Bởi vì cái năng lượng của họ phần lớn để mà hay là phải bạo động. Bạo động cái cảm xúc, bạo động thân xác, bạo động chết chóc. Và những cái bi kịch, những cái sự uẩn phúc cực kỳ là đầy oán hận, tham dục, khát khao, mãnh liệt. À, và chúng ta cho con cái chúng ta xem, chúng ta cũng gọi là giải trí, thối trí thì mới giải trí. Này, cho nên hạn chế tiếp xúc khi chúng ta tu thiền. Chúng ta nghe hạn chế. Vô trong thiền viện là thấy gì? Vô trong thiền viện chúng ta thấy gì? Vô trong thiền viện chúng ta thấy một con khỉ nó bịt miệng, một con khỉ bịt tai, một con khỉ bịt mắt. Bịt hết dãy đuôi điếc rồi tu cho nó dễ. Không phải, ta có ta bịt là ta chủ động ta tu. Còn ta không có ta thiếu phước nó khác. Ta tu ở đây á là ta chủ động cắt đứt mọi cái sự liên lạc với những cái thông tin biệt nghiệp của chúng sanh mà nó ở cái tần số rung động thấp, để chúng ta quay về và chúng ta chăm sóc những cái tần số rung động cao trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta đưa vào đây một cái nắm tay thôi là chúng ta đã chạm lên biệt nghiệp của một người rồi. Chứ không phải tự nhiên mà Khổng Tử dạy là nam nữ thụ thọ bất tương thân, gần gũi với nhau là không tốt. Có không phải mà tự nhiên người mẹ mà thấy cái đứa con gái mà tới ngồi cái ghế người đàn ông mới vừa ngồi còn nóng cái đít là không được, la liền. Chứ không phải mà tự nhiên một ông tỳ kheo là không, một vị tỳ kheo là không có được lấy một cái đồ gì đó trực tiếp từ một người nữ đưa tay phải để lên miếng vải trên bàn đó rồi tới lấy. Chứ không phải tự nhiên mà người dân gian của chúng ta ngày xưa là ai mà tới xin muối, xin mè, xin chanh, xin gạo là chi bếp là chị xuống lấy đi. Chứ không có bao giờ mà lấy trực tiếp tay mình bỏ tay họ, cũng không tới mà xin trực tiếp từ họ. Bởi vì sao? Mình có thể trực tiếp liên hệ cái biệt nghiệp của mình với của họ với nhau. Chứ không phải tự nhiên mà Ấn Độ chắp tay cái gì nó cũng Namaskar, Namaste, chứ không có bắt tay, không có ôm ấp giống như phương Tây. Bởi vì sao vậy? Anh vui lòng giữ khoảng cách của anh với tôi. Cái thân này nó là một cái máy vi tính phức tạp, nó là máy chạm chứ không phải là máy đập đá. Khi ta chạm một cái nhẹ thôi là bắt đầu nó tiếp xúc. Cho nên hễ mà quá nhiều người tình trong một đời, người đó khó lòng của hạnh phúc. Cho nên bỏ một người, rồi bỏ hai người, rồi yêu người thứ ba là thường rất đau khổ, bất an, với giữ quá nhiều quá khứ. Chúng ta thấy quá khứ nó quá nhiều trong lòng mà chúng ta xử lý cái thông tin của một người biệt nghiệp vào là đã khó khăn rồi. Hai ba người thông tin biệt nghiệp của họ đi vào trong cơ thể, chúng ta tự xử lý mình không được. Quá nhiều người thì sao? Chúng ta sẽ hôm nay sao mà ăn nhiều thứ món toàn buffet, về cái tối thẳng qua thờ lại, hôm nay nhiều tiếp xúc quá là nhiều người, tự nhiên cái tối về nghĩ ngờ ngợi không biết cái gì đó mà ngủ không được. Là biết sao không? Cơ thể này nhận quá nhiều những cái thông tin năng lượng mà ngoài cái tầm kiểm soát của chánh niệm, mà nó không kịp xử lý để chuyển hóa thành dưỡng chất, dù đó là tinh thần hay là vật chất đó. Cho nên nó còn cứ hoài đó mà chúng ta cứ vơ vơ vẩn vẩn. Hiểu chưa đó nè? Tu thiền lại chỗ này, dưới cái ánh mắt của thiền chúng ta cẩn trọng giữ giới là chỗ này. Chứ phải tự nhiên mấy thầy là cứ né né mấy cô Phật tử trẻ, né năng lượng Phật tử dù nam hay nữ, thì đạo đời phải phân biệt nam nữ phải rõ ràng. Vì sao vậy? Cái năng lượng tiêu cực nó còn trong đây này, cái gì bên ngoài âm thanh hình tướng nó đều xuất hiện lên, và mỗi một cái ý niệm nó xuất hiện lên là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn anh chị huynh đệ. Mỗi một ý niệm của chúng ta mà nó xuất hiện là vô cùng khó khăn để chúng ta xử lý nó. Chúng ta nhìn cái slide sau cùng chúng ta thấy cơ thể của chúng ta hơn 75% là nước, hơn 70% là nước, hơn 10% là đất, khoảng 5-6% là không khí, khoảng 2-3% là hơi ấm, còn lại là không gian. Đây là nói về cơ thể vật lý. Thì chư huynh đệ biết điều gì không? Nếu như cái tứ đại với cái không đại này đó mà chúng ta chăm sóc kỹ nó, thì
hàng ngày chúng ta thiền tập nó mới tốt. Ví dụ nè, ăn cay, ăn dầu, ăn đồ nóng, ngồi thiền xuống mắt đỏ rực, nó hừng hực trong người, rồi nó gà gực. Ăn nhiều không nhai kỹ, năng lượng ở trên oxy trên máu, oxy trong máu đi não nó phải đưa xuống bao tử để nó co bóp. Trên đầu mình thiếu oxy cứ ngồi gà gực. Cho nên là chư huynh đệ, tại sao Đức Phật mới nói muốn vào sơ thiền phải giữ tám giới? Vì sao vậy? Khi ăn ngày một bữa, cái độ tỉnh giác của cơ thể mình là cực kỳ cao. Bây giờ khoa học có nghiên cứu thấy rõ, khi mà cái bụng không có đang trong trạng thái nhồi thức ăn tiêu hóa, thì lúc mà cơ thể trong bao tử mình trống thức ăn, chứ đang không nói đói nha, đói tức là cạn kiệt năng lượng, còn bao tử thiếu thức ăn nào khác, thì khi cơ thể mình mà thiếu, không có đang tiêu hóa thức ăn, thì lúc đó bộ não mình hoạt động cao nhất, thông minh, xử lý thông tin tốt nhất. Cho nên khi mà ăn ngày một bữa, tâm của mình tỉnh táo vô cùng, không có buồn ngủ, ngồi thiền rất rất là chất lượng. Đó là chúng ta hiểu được cơ thể, phần đất trong con người rất là nặng nề, đưa vào, nói đất là nói thức ăn nên là đoàn thật là đất. Khi đưa vào nhiều quá trong một ngày, tâm của mình ệ trịch nặng nề vô cùng. Đất nó tới 12%. Rồi nếu như mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta sáng thức dậy ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để chúng ta lấy được những loại thức ăn nhiều hơn chỉ là đoàn thực. Cơ thể của mình hàng ngày mình ăn cơm 3 bữa, phần lớn cũng phải nhai ra thành nước, uống nước đã 2 lít, còn lại ăn trái cây, ăn cái gì giàu cũng thành nước, phần lớn đưa vào đây cơ thể thành nước. Chứ vấn đề biết cái thân xác của mình rất là đặc biệt. Cái mà chúng ta thấy là cái hình hài nè, nó là cái gì vậy? Huynh đệ nào trả lời được không? Nó là thứ ta mượn từ đất mẹ thôi. Là mượn từ gì? Đất nó thành thức ăn. Thức ăn chúng ta ăn mỗi ngày, cho nên đẻ ra nó bị lớn. Bây giờ nó bị lớn. Nếu mà chúng ta không tiếp tục mượn thì nó bị lớn, nó từ nó còn lại có một chút ẹo, nó thành cát bụi. Đất mẹ này cũng rất là bao dung cho chúng ta mượn miễn phí, nhưng cũng rất là nghiêm túc lấy lại từng cm một nhỏ của từng cái phân tử nguyên tử luôn, khi chết là trả về sạch sạch. Cái thứ mà chúng ta thấy là cái thân này nó chỉ là đồ mượn, nhưng chúng ta quan trọng nó vô cùng, cái đó gọi là thân kiến. Cho nên phá cái thân kiến là vào sơ quả, tức là giác ngộ cái thân này không phải của ta. Cái này rất là đặc biệt, nhưng mà để giác ngộ nó không phải chuyện dễ. Nên chúng ta phải trước là thấy nó không phải là ta để ăn ít lại đừng hưởng thụ nè. Cái thứ nó đông đặc như thế này á, chăm sóc nó ít thôi, chăm sóc cái thứ vi tế hơn, đó là nước, phải uống đủ. Giờ Covid mà không uống đủ nước, không uống nước ấm nữa là nguy hiểm cho lây nhiễm đây. Là nước một ngày chúng ta tiêu thụ nhiều hơn là thức ăn, nhưng mà không khí nó có 6% thì chúng ta thấy trong hình thôi. Bật thành phố lên đi con. Nhưng mà nghiên cứu khoa học người ta thấy rằng cứ mỗi 1 phút chúng ta hít thở đến 16 lần. Mỗi 1 phút chúng ta hít thở đến 500 ml. Và trong một ngày chúng ta phải hít thở đến 10.000 ml không khí. Như vậy là cái năng lượng mà chúng ta thấy là không khí này nè, chúng ta phải ăn trong mỗi khoảnh khắc, nếu không là chúng ta chết. Đó là chưa nói cái hơi ấm. Cơ thể của mình khi chết hơi ấm nó tắt trước. Cái năng lượng ấy chính là hơi ấm. Cái năng lượng ấy được tạo ra bởi cái suy nghĩ. Thì cái tốc độ của suy nghĩ nó còn kinh khủng hơn gấp 100.000 triệu lần của cái không khí nè. Là nghiên cứu, cũng không phải nghiên cứu, mà đây là có thật ở trong kinh. Trong kinh Đại Thừa, Phật dạy là
trong mỗi một giây á, nếu mà nhanh có bốn cái bốn ngón tay, mỗi một cái bốn ngón tay như vậy á, có 60 cái sát na, trong mỗi một cái sát na nó có 900 cái sanh diệt, lấy 4 nhân cái 60 nhân cái 900 nó ra gấp 2 lần 108.000 cái sinh diệt. Thì chư huynh đệ để ý từ trong một niệm của mình nó sinh diệt như vậy, nếu mà nó khởi cái niệm lên mình không có dừng lại được thì đó chính là sao? Phàm phu thì khởi tâm động niệm, vô phi thì tội. Niệm định đâu đủ mạnh mà chúng ta thấy được một niệm khởi lên tốc độ nhanh như vậy? Làm sao con nói vậy? Là bởi vì sao? Bây giờ mà chư huynh đệ đang thấy con nè, là thấy cái màn hình camera nó bắt lại, trong một giây như vậy nó chụp liên tục 24 cái màn ảnh, và nó ghép những màn ảnh nó lại quá nhanh, cho nên nó tạo ra một cái sự di chuyển di động thế này. Cái định mình không đủ sâu để thấy được từng bức ảnh, thì cũng giống như vậy, cái định mình không đủ sâu để mình thấy ra được từng cái ý niệm, cho nên phải thiền là để thấy toàn bộ cơ thể vật lý, sinh lý, tâm lý này của chúng ta, cấu trúc của nó là sắc thọ tưởng hành thức này, thấy đến cái chỗ không có một cái bản ngã thực thể tồn tại độc lập nào ở trong cái củ hành năm lớp gồm có lớp sắc thọ tưởng hành thức, đó là sự giác ngộ. Khi chúng ta ngộ ra cái chỗ ngũ uẩn giai không thì chúng ta đạt được cái chỗ độ nhất thiết khổ ách. Đó là do sao? Do thiền phản quan tự kỷ, nhìn ngược lại mới thấy được những gì ở bên trong, mà thấy nó ra thì hết khổ đó. Mà để thấy được ngũ uẩn thì trước phải thấy được hơi thở, hơi thở vào ra mình không thấy, làm sao mình thấy được những cái thứ mà sâu màu hơn hơi thở. Chứ mình để nhìn vô cái hình chữ thiên thì ở trong kinh Lăng Nghiêm là có thần chú Lăng Nghiêm luôn á. Đây là cảnh giới chữ thiên. Chứ mình để biết khi mà một người sống ở đời, khi mà mình buồn bã quá thì nước mắt mình chảy ra, khi mình ham muốn tình dục quá thì nước nhờn mình chảy ra, khi mình đau lòng, khi mình nhớ nhung, khi mình mệt mỏi quá thì cơ thể mình cũng rệu rã, khi mình thèm ăn quá nước dãi mình chảy ra. Tức là tâm tham dục thì nó tạo ra phản ứng của cảm xúc đọa lạc rơi xuống như nước. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật mới dạy: này anh An, vì sao các có các cõi trời của dục giới, người thế gian không cào đạo thường trụ, tức là cầu giác ngộ, chưa thể rời bỏ được ân ái phu thê, nhưng tâm không còn buông lung trong việc tà dâm. Do tâm đứng lặng cho nên nó sinh ra sự sáng suốt. Sau khi mạng chung ở gần mặt trời, mặt trăng, tức là sinh lên cõi trời tứ thiên vương, là một chúng sanh hưởng phước. Đó là mình giữ được cái giới vợ chồng. Nếu mà buông lung là đọa lạc. Cho nên cái tâm dâm dục là một cái loại trược khí và tâm bất thiện rất là nặng nề, cho nên mới nói ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Đối với vợ mình, cái dâm ái nó ít ỏi thôi, trong lúc tịnh cư không được toàn vị, thì sau khi mệnh chung vượt cái ánh sáng mặt trăng mặt trời ở trên cái chóp của nhân gian, như thế được gọi là đao lợi thiên, một cõi cao hơn tứ thiên vực. Tức là cái dâm tâm của người đó dù còn với vợ chồng nhưng mà họ sinh hoạt rất ít ỏi. Gặp cái cảnh dục thì tạm theo, chứ không gặp thì không có nghĩ tới nha, huống hồ gì đi tìm. Bỏ đi và không nhớ nữa sau khi đã xong chuyện. Ở trong nhân gian thì động ít tỉnh nhiều. Sau khi mệnh chung sáng rỡ ở trên cõi hư không, sáng hơn ánh sáng mặt trăng mặt trời, sáng mặt trăng mặt trời không so tới đó được. Và những người như thế họ tự lấy thân họ làm ánh sáng, bởi vì hàng ngày họ sống cái đời rất là thanh tịnh. Như vậy mới gọi họ là chư thiên ở cõi tu diệm ma thiên.
và lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc thân xác phu thê đến với mình thì mình đáp ứng. Nhưng mà bởi vì không chống đối được thôi, bởi vì phải vì người kia thôi. Sau khi mạng chung thì họ sinh lên cổ rất là tinh vi, không có tiếp xúc với các cái chư thiên cảnh giới, không có bị gặp các cái quại kiếp tam tai như nước, lửa, đao binh, và chốn sanh sinh chư thiên có thế được gọi là đâu xuất thiên của Đức Di Lặc nội viện đang ở, sau này sẽ hạ thế thành Phật. Và Bồ Tát Hộ Minh ngày xưa tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni cũng ở trên đó. Đó. Và nếu chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với người có nhu cầu trong hôn phối, trong lúc phô bày, nhưng mà cảm giác vô vị nhạt nhẽo, chứ không có sung sướng hưởng thụ gì, sau khi mạng chung vượt lên trên các cái cảnh giới cõi trời ở dưới và được sinh vào cõi được gọi là Quá Lạc Tự Tại Thiền, và cao hơn nữa và cao nhất trong các cõi trời là không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian, tức là không có cái tâm dục nhiễm nhưng ở trong cái thế giới dục nhiễm, vẫn còn làm chuyện đó nhưng mà làm cái tâm không còn ô nhiễm, rõ ràng siêu thoát tỉnh giác trong đó. Khi mạng chung thì vượt lên trên các cảnh giới khác và sinh vào Tha Quá Tự Tại Tiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. À, dù đã tỉnh như vậy rồi nhưng mà Phật nói gia nan nè, sáu cõi trời như thế, hình thức bên ngoài là không còn động nhiều nhưng mà tâm tính vẫn còn dính mắc vào ái dục, cho nên vẫn còn gọi họ là cõi trời dục giới. À, chúng mình đã hiểu cái này ha, chẳng có gì cao thượng cả. Để chúng ta thấy được cái năng lượng tâm của chúng ta mà nó đầy tham ái, tham dục nam nữ, là chúng ta không có sinh được đi đâu ở trên đó. Chúng ta sẽ bị đọa lạc rất là nặng nề. Tâm tư chúng ta mà lúc nào cũng nghĩ tới tiền thì chúng ta bị bệnh rồi. Tiền trong túi với tiền trong đầu là bị bệnh. Tình dục là nó ở trong thân á, cho nên suốt ngày ở trong đầu là bị bệnh rồi. Biến thái không phải là hành động, biến thái là tâm cứ nghĩ hoài cái chuyện nam nữ giới tính. Mình nhìn một con người mình không cho phép họ được một con người, sao mình cứ thấy họ là giới tính với các cái phần biểu hiện cơ thể, cho tâm mình bệnh hoạn rồi. Như vậy là chết sẽ bị đọa lạc rất là sâu. Cho nên chúng ta mới tu thiền. Khi chúng ta tu thiền chúng ta mới tịnh hóa được thân tâm. Chứ mình để nhìn vào đây nè, chúng ta thấy khi mà chúng ta hành thiền thì não bộ của chúng ta nó được đồng hóa hai ban cầu. Não bộ trái thiên về logic, não bộ phải thiên về sáng tạo. Tâm của chúng ta vừa sáng tạo vừa nhận thức rõ ràng thế gian pháp, xuất thế gian pháp. Cái chất xám của chúng ta nó cũng tăng trưởng, khiến cho chúng ta thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn. Nó làm cho các cái sóng não tích cực của chúng ta tăng lên, giống như là sóng alpha tăng, sóng tiêu cực như là delta giảm. Nó làm cho mình thư giãn, bình tĩnh, người mình điềm đạm, dễ sống, hiền lành, tử tế. Nó làm cho cái trực giác của mình nhạy bén, tính đột phá và thấy được những cái điều người khác không thấy được rất là nhiều. Và nó cải thiện cái đồi hải mã và thị tráng, nó khiến cho bộ nhớ ngắn hạn và dài hạn của chúng ta được cải thiện, cho nên nó nâng cấp được công việc của mình. Nó làm cho cảm xúc của mình từ bi hơn, cho nên mình thương người hơn, mình bình tĩnh hơn, mình vững chãi hơn, mình chu đáo, mình cẩn thận hơn. Khi mình thiền nó lợi ích đến cái độ đó. Đây là não bộ học. Chưa quên đề. Khi mình ngồi tĩnh tâm xuống thôi, bấy nhiêu lợi ích liền xuất hiện. Cho nên mình không tiếc thời gian của mình để mình bỏ xuống học một buổi học về Phật Pháp. Không tiếc thời gian của chúng ta ngồi xuống tĩnh lặng, chú tâm vào hơi thở. Dù 5 phút thôi, lợi ích vô cùng lớn lao. Thì hành thiền đúng là hành thiền thế nào? Chúng ta thấy cái hình chụp các lớp não trạng. Cái vùng tiền trán của chúng ta nè, vùng tiền trán bên trái
vùng tiền trán bên phải, bên trái, là để cho chúng ta nghĩ về quá khứ và tương lai. Vùng tiền trán bên phải là chúng ta phân tích ở hiện tại. Cái vùng tiền trán này là để chỉ suy nghĩ thôi, lấy dữ liệu rồi suy nghĩ rồi tổng hợp rồi diễn giải rồi quy nạp. Ví dụ như Việt Nam là phải đi bên phải và qua Thái về bên trái, đây là nam kia là nữ, những cái luân thường đạo lý đúng sai để biết mà bỏ, mà tránh những cái điều sai làm điều đúng. Cái đó là vùng tiền trán nó là. Nhưng mà khi vào tu tứ niệm xứ thì Đức Phật không biểu mình bỏ ác làm lành ở trong kinh tứ niệm xứ, giống như là biểu mình giữ giới hay tu định ở bên ngoài nữa, mà đạt đến cái mức rất cao. Tứ niệm xứ là Đức Phật nói: con à, khi tâm sân nó là tâm xấu, con phải diệt tâm sân. Không, Đức Phật không nói vậy. Đức Phật nói thế này nè: khi tâm sân thì biết tâm có sân, khi tâm không có sân thì biết tâm không có sân. Nếu chư huynh đệ học thiền tứ niệm xứ mà chư huynh đệ không hiểu chỗ này thì chư huynh đệ không đang tu tập thiền vipassana tứ niệm xứ. Thì cái vùng tiền trán của chúng ta là cái vùng không thể tu tứ niệm xứ. Bởi vì cái vùng này là cái vùng mà Đức Phật đã nói trong kinh Nhất Nhã Hiền Giả này: quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, đừng có lo buồn quá khứ, đừng có bất an ở tương lai, hãy an trú hiện tại. Hiện tại mới là cái có thật, và an trú thì mới có định thôi. Tức là dừng lại vọng tưởng chưa đủ, phải sao? Tuệ quán chính là đây. Thì lúc tuệ quán là chúng ta dùng vùng nào? Khi mà chúng ta chỉ có hiện tại là sao? Lúc đó cái vùng tiền trán mình dừng lại, không có phân tích, không có đo đắn đo suy nghĩ gì hết. Thì chúng ta dùng cái vùng gì? Dùng cái vùng bán cầu não trái, kiến vân giác tri, tánh nghe tánh biết của mình ở đây, bán cầu não trái của chúng ta đây. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền đúng, nếu mà các lớp não của chúng ta chụp màn hình lớp não của chúng ta sẽ phát hiện ra ở trên hình chúng ta thấy nó sẽ hiện màu xanh. Cái vùng kiến văn giác trì của chúng ta được kích hoạt, cái tánh thấy nghe biết không lời của chúng ta được kích hoạt, ấy chính là cái Phật tánh. Khi mà chúng ta ngồi thiền mà chỉ giữ cái tánh nghe tánh biết rõ ràng, cảm nhận không có phân biệt, không có đúng sai, không có suy tư gì trong lúc ngồi thiền hết á, tức là không có dùng cái suy nghĩ, không có dùng cái bộ nhớ. Suy nghĩ là gì? Suy nghĩ là bộ nhớ. Chúng ta không thể suy nghĩ mà chúng ta không có bộ nhớ, giống như cái vi tính vậy thôi à. Chúng ta loại hết bộ nhớ của nó ra, nó không thể chạy được. Thì cái đầu mình chỉ suy nghĩ với những gì kiến thức mình có trong đầu, khi mình quên hết đi thì mình không thể suy nghĩ, mình không nhớ được cái thứ mà lúc mình suy nghĩ gì. Cho nên cái đó là một trạng thái khác. Còn cái trạng thái này là chúng ta vẫn còn suy nghĩ đó, nhưng mà chúng ta tạm gác nó qua một bên. Chúng ta ý thức về hơi thở khác với suy nghĩ về hơi thở. Chúng ta ý thức về hơi thở một cách trong sáng, không có cái ngôn ngữ về nó, tức là không có tầm và tứ. Tầm tức là sao? Cái tiếng ồn mà chỉ có một tiếng thôi. Mà tứ tức là sao? Tập trung sâu vào cái tiếng ồn đó, vô hình ảnh đó. Thì cái tầm tứ là hai cái chi thiền đầu tiên của sơ thiền. Vào trong cái tu thiền tứ niệm xứ là bỏ luôn cái tầm tứ luôn, không còn phải tu thiền định nữa, mà tu thiền thiền quán. Vipassana tức là chúng ta lúc này dùng cái vùng tánh giác, chứ không phải là cái vùng não bộ tiền trán của chúng ta nữa. Thì lúc đó chúng ta nếu được chụp các lớp não trạng, chúng ta sẽ thấy được là nó hoạt động. Thì chúng ta nhìn qua nè, hệ thần kinh tự quản của mình nó có đối giao cảm thần kinh và cái giao cảm thần kinh. Nếu mà chúng ta tu thiền đúng thì nó kích hoạt lên cái đối giao cảm thần kinh. Cái đối giao cảm thần kinh ở bên trái đó, nó làm cho mắt chúng ta, đồng tử của chúng ta nhỏ lại, tí nước bọt nhưng mà tiết ra nhiều hơn, nhịp tim chúng ta nhẹ yên lại. Cho nên khi ngồi thiền á, nước bọt mình lại nhiều, cái nuốt nước bọt biết đó là dấu hiệu tốt, không có gì hết. Nhịp tim mình ít lại, cho nên khi mà vào sơ thiền thì ngừng thở, vào nhị thiền thì tim ngừng đập, vào tam thiền thì mạch ngừng chạy luôn. Khí huyết mình lưu thông, tăng có hoạt động dạ dày tiêu hóa tốt, nó làm cho glucose không có phải bị phun, không có phải bị một cách rất là không có ở trong kiểm soát, đường lên quá nhiều bị ảnh hưởng. Nó giúp cho chúng ta tăng hoạt động đường ruột tiêu hóa tốt, giúp cho chúng ta đầy năng lượng dạt vào sống. Còn ngược lại cái bên, nếu tu thiền sai, ngồi xuống một lát thôi, tập trung vào một đối tượng, thì tâm của chúng ta sẽ bị áp lực, vai chúng ta căng, cổ chúng ta cứng, đầu chúng ta đau, hai tay chúng ta lùng bùng, toàn bộ cơ thể chúng ta nhột nhức khó chịu. Và mắt khi mà tác động vào cái thần kinh này thì nhịp tim mình hồi hộp, nước bọt mình ít, giãn khí đạo. Toàn bộ cái hệ bài tiết, hệ tiêu hóa của chúng ta
nó bị những cái sinh tố học như epinephrine, norepinephrine, những cái tiêu, những cái sinh tố học tiêu cực này nó tác động xấu lên cơ thể, nó làm cho mình rất là dễ gây bệnh. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy, nếu mà mình thực hiện, mình hành thiền đúng, tức là mình không đang dùng vùng tiền trán mà mình dùng cái vùng tánh giác, tức là cái trí năng của mình ở đây á, là bây giờ mình không có đang lấy cái thời gian của chúng ta để mà nghe, đọc, nhìn mấy cái thông tin rác ở trên mạng. Chúng ta đang ngồi đây là bởi vì chúng ta tỉnh là chúng ta mê, chúng ta muốn học Phật, tức là chúng ta muốn tỉnh, chứ không phải là học thầy Ngộ Phương là tỉnh nha. Thầy Ngộ Phương là chưa có tỉnh, nhưng mà Phật là tỉnh, thầy Ngộ Phương cũng đang học Phật, cho nên chúng ta cùng cố gắng với nhau tỉnh. Thì chúng ta đang tỉnh, chứ là suy nghĩ của chúng ta đang hướng đến con đường giác ngộ, đó là trí năng của chúng ta đang tỉnh ngộ. Khi mà trí năng tỉnh ngộ, chúng ta dùng cái pháp để chúng ta tu. Cái pháp đây là quán chỉ định tuệ, tức là thiền chỉ, thiền quán và thiền định, thiền tuệ, tức là cái thiền của Phật dạy á, tức là thiền của chúng ta chứ không phải thiền ngoài đạo. Bởi vì thiền ngoài đạo chúng ta biết họ chánh hay tà, nhưng có điều chánh cho chúng ta theo Phật thì chắc chắn là chánh. Thì khi mà chúng ta tu cái pháp này bằng cái trí năng á, tỉnh ngộ, thì cái bộ não của chúng ta sẽ bị tác động. À, cái ngồi thiền xuống chúng ta sẽ cảm nhận được mà chưa vấn đề. Khi bộ não chúng ta tác động thì cái hệ thống vỏ não của chúng ta nó sẽ được tác động. Hệ thống vỏ não đó là cái hệ thống thần kinh tự quản. À, nó là cái giao cảm thần kinh và đối giao cảm thần kinh. Nếu mà chúng ta tác động vào cái hệ thống tánh giác ở bán cầu não trái phía sau, thì đó là tác động vào cái đối giao cảm thần kinh tích cực. Còn nếu như chúng ta dùng cái ý căn, cái ý thức, cái trí năng, đây là những cái phát hiện của ngài đại thiền, của ngài thiền sư Thông Triệt, thì lúc đó là đã sai, đã tác động vào cái giao cảm thần kinh, nó căng thẳng, nó khó chịu. Thử chư huynh đệ ngồi tập trung loại trừ những cái suy nghĩ bằng cách tập trung vào một đối tượng ở đó, thử coi biết liền, căng thẳng lắm. Cái hệ thống viền não của chúng ta bị tác động, thì chúng ta nhìn này, cái dưới đồi là một bộ phận rất quan trọng, nó tiết ra, nó tác động đến cái hệ thống tiết nội tiết. Hệ thống tiết nội tiết nếu như được tác động tích cực bởi cái tánh giác và đối với cảm thần kinh, nó sẽ tác động tích cực, tiết ra những cái sinh tố hóa học tích cực, nó nuôi dưỡng nội tạng, nó làm cho thân khỏe, tâm yên, phát sinh trí tuệ và tâm linh. Nó là một vòng khép kín. Và nếu như chúng ta nhìn xuống ở cái dưới đồi thấy không, nó tác động đến cái hệ thần kinh tự quản. Nếu nó đi từ cái màu xanh bên trái, đối giao cảm thần kinh, nó tiết chế ra cái gì? Acetylcholine. Nó làm cho nội tạng mình hài hòa. Còn nếu như giao cảm thần kinh bị tác động thì norepinephrine, làm cho nội tạng của mình bị rối loạn. Đó. Thì chư huynh đệ biết, những cái sinh tố hóa học trong con người chúng ta, ví dụ như tại sao khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta đạt được một cái trạng thái gọi là hỷ lạc cực độ, ly hỷ diệu lạc địa. À, là bởi vì khi chúng ta tịnh tâm ngồi thiền thì cái sinh tố hóa học đặc biệt như là serotonin nó được tiết chế ra, nó khiến cho thân của chúng ta vô cùng là hỷ lạc, mặt mày sáng sủa, mắt má rồi hồng. Các vị đại thiền sư giống như ngài Thanh Từ bây giờ chư huynh đệ, chư huynh đệ mà xuống đảnh lễ ngài Thanh Từ sẽ thấy mặt mày ngày hồng hào vô cùng. Và nếu một người tu đúng thì dĩ nhiên mắt sáng, mặt hồng, thân khỏe, tâm yên. Serotonin là một cái loại, là cái thần kinh, là cái sinh tố, là cái chất sinh hóa học thần kinh dẫn truyền rất là quan trọng. Nó được sản xuất ra từ tiết tùng, nó giúp cho sức khỏe dồi dào, làm việc dẻo dai,
điều chỉnh giấc ngủ, nó chữa trị bệnh trầm cảm nữa chứ vấn đề. Đặc biệt là những cái cảm giác như là khó ăn, no bụng, nó cũng điều chỉnh được. Nó điều chỉnh luôn được những cái lúc mà thần kinh căng thẳng lo âu, nó trị bệnh được đau đầu một bên, migraine đó. Mà ngược lại nếu như mà cơ thể mình bị tác động bởi cái giao cảm thần kinh, khi hào thì ngồi thiền sai thì cái serotonin nó bị hạ thấp xuống, nó đưa đến bệnh trầm cảm, căng thẳng, khó chịu, nó dễ phản ứng, nó mất ngủ, nó lo âu, nó chán nản, nó thiếu kiên nhẫn, nó thiếu cái năng lượng hăng say, và vậy nó gà gật. Chứ mình để ý nha, khi ngồi thiền nè, dùng cái vùng tiền trán, suy nghĩ quá nhiều trước khi buồn ngủ là suy nghĩ nhiều lắm, và năng lượng mình cạn kiệt, thiếu đi cái sự nhiệt tình hăng say. Mà trong thiền tứ niệm xứ Đức Phật dùng ba từ nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, atabi samyano sati satima. Cái sự nhiệt tâm á, mà nó không có là lập tức tâm mình buồn ngủ. Dùng cái vùng tiền trán là tâm mình sẽ bị cọ sát hai suy nghĩ với nhau, hai suy nghĩ mà cọ sát nhiều, năng lượng sinh ra nhiều, diệt đi nhiều, mình rất là mệt. Đây rất là khoa học, đây là những điều rất là tuyệt vời, những ngồi thiền xuống chúng ta cảm được thật là tuyệt vời. Khi mà chúng ta hành thiền đúng, sinh tố học như là melatonin nó có khả năng điều hòa cái giấc ngủ của chúng ta, nó trị luôn được cái bệnh mất ngủ kinh niên, thậm chí ung thư. Đây là những cái sinh tố học mà nó giúp cho cơ thể chúng ta. Khi chúng ta tu tập đúng là tự nhiên nó làm cho cơ thể chúng ta rất là khỏe, và nó còn giúp cho cái huyết áp, nó ngăn ngừa được bệnh tim, tức là heart attack đó, tai biến mạch máu não, trị được các bệnh về mắt. Nó cũng do tiếng tùng mà tiết chế ra ở dưới đồi. Đó. Cho nên cái chư huynh đệ, đây là cái bài giảng mà con muốn đúc kết cho chư huynh đệ, để trước khi chúng ta thực sự bước vào tu 4 ngày còn lại, để chúng ta hiểu được cái cơ chế vận hành thân tâm này. Và khi mà chúng ta hành thiền đúng, nó lợi lạc đến vô cùng vô tận cỡ nào. Mà nếu chúng ta hành thiền không đúng, lập tức chúng ta cũng biết luôn. Thì đây là buổi chia sẻ mà con dựa trên y học Đông Tây Kim Cổ, lấy cái nền tảng giáo lý thiền của nhà Phật làm chuẩn để quy nạp về một kết luận rằng thiền là con đường mà Phật đã khám phá, đạt đến cái chỗ cao nhất là có định và tuệ. Để được định tuệ, giữ giới, đó là tiến trình giới định tuệ. Đây là tiến trình lật ngược toàn bộ hệ thống nhận thức trí tuệ của nhân loại trước khi Đức Phật ra đời. Và nó là chuẩn hóa cho tất cả mọi cái giá trị đạo đức, tâm linh và giác ngộ. Nếu không thì chúng ta sẽ lấy kinh nghiệm làm tri thức, lấy học hỏi làm tri thức, hiểu biết, lấy sự chia sẻ, lấy sự lắng nghe làm hiểu biết tri thức. Nhưng ở đây Phật nói là không, con giữ giới và thanh tịnh, con giữ tâm cho định tĩnh, và con phản quan tự kỷ, nhìn ngược lại không phải đâu hết, mà thân thọ tâm pháp này con sẽ được trở thành một vị Phật giác ngộ. Cái lộ trình giới định tuệ này lật ngược toàn bộ lại cái quy trình hiểu biết, tìm kiếm trí tuệ giác ngộ của nhân loại. Và chúng ta đang là đệ tử của Phật, chúng ta đang tu thiền, chúng ta hiểu được cái điều này. Khi mà chúng ta tu thiền đúng, não trạng, cơ thể, vật lý, sinh lý, tâm lý của chúng ta hoàn toàn được chuyển hóa đi trên con đường của Bậc Thánh. Và trước phải giữ giới, hạn chế việc ăn uống, tiếp xúc, qua lại, hưởng thụ, ngũ dục, để cho cơ thể này được thanh lọc, dù trong 5 ngày thôi, nhưng mà hãy chánh niệm thực sự, hãy hết lòng thực sự, sám hối những nghiệp tiền kiếp, hiện tại hạn chế giao tiếp và tinh tấn chánh niệm.
Đây là bài giảng mà con mong chư huynh đệ được nhiều lợi ích. A Di Đà Phật.